Và liền xăm sale nha cả nhà ơi, ngày hôm nay thì sẽ là tổ chức sale sốc luôn nha. Vừa là xả hàng luôn, xả hàng lỗ vốn luôn nha, chỉ từ là 79k, 99k trở lên. Đồng thời sẽ có kết hợp cho mình những cái sản phẩm mới của bên em đây. Như em đang mặc đây là mẫu mới về nha. Các chị nhìn đẹp xuất sắc chưa? Hôm nay giá cực rẻ, em sale luôn cả mẫu mới luôn nha. Như đầm em đang mặc trên người đây á, giá gốc của nó là 390.000 đồng. Nhưng mà trong livestream này em sẽ sale cho các chị mình luôn, chỉ có giá là 299 thôi nha. Rồi mã sản phẩm là 1304, các chị ơi nhanh tay lên đơn liền mẫu đầm này nha. DA1304 và kèm trang điện thoại liền đi các chị ơi, xuất sắc lắm luôn á. Nè các chị nhìn kỹ giùm em nè. Mẫu đầm này nè. Cái những cái phần ánh kim nè và nó có những cái phần họa tiết trên nền vải ha. Cái mẫu này mà các chị nhìn ở ngoài thực tế sẽ đẹp hơn là ở trên live rất là nhiều luôn á. Này các chị nhìn dùm em coi xuất sắc chưa? 1304 nha, đầm này coi giảm nhiều lắm. Nên là các chị mình thoải mái vô tư luôn, 40kg đến 65, thậm chí 67 ký mặc vẫn được luôn nha. Dây khóa kéo đầm này là phía đằng sau nha các chị ha. Đầm em đang mặc trên người hiện tại là sẽ có cho mình 4 size luôn, ML, XL và 2X các chị, trong tầm từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Và giá ngày hôm nay shop sẽ sale cho các chị mình chỉ có là 299k. Hết chương trình này mình mua là 390.000 đồng. Còn các chị đặt ngay bây giờ sẽ được sale là 299.000 đồng. Chị nào mình ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng liền dùm em nha. Xuất sắc quá chừng. Mẫu này là có đúng một màu duy nhất luôn nha các chị. Em chào chị Trinh Đào Bình Yên. Em chào chị chị Nga nha, em chào chị Nga Nguyễn nha. Rồi các chị ơi tranh thủ hôm nay mình vào live mình săn đầm liền nè. Với cái tông màu xanh navy nha, và phối với lại cái chất vải này là chất Ataxi kim tuyến. Chất Ataxi kim tuyến, các chị nhìn cái chất thôi các chị biết là cái vải này em nhập về giá thành rất là cao đó nha các chị. Đó, cái vải này em nhập về giá thành hơi bị chát luôn á, các chị nhìn coi hàng cao cấp luôn nha. Và bây giờ may lên thành phẩm mà hôm nay sale cho mình nè, đáng lẽ mình mua là 390, mà hôm nay trên live mình mua chỉ có giá là 299 thôi. Chị nào mình ơn mẫu này các chị lên đơn liền 1304 nha. Chào chị Thảo Vũ, chào các chị mình mới vô, tranh thủ hôm nay mình vào đây mình săn sale nha. 1304 ok chị Huỳnh Linh em sale 299k. 1304 cho chị Thúy Vi em sale giá 299k. 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa nha các chị ha. Form lên rất là đẹp luôn, nó chuẩn form cho mình nhá. Dây khóa kéo đằng sau nè. Chị nào mình ưng mẫu này các chị cứ lên đơn hàng liền giùm em. Rồi em chào chị Thanh Nguyễn, em chào cả nhà nha. 1304 nhanh tay mình săn liền cái siêu phẩm này. Cái mẫu này mà chắc chắn của chị nào đặt trẻ là hết ngay. Hết ngay, đặc biệt là hôm nay còn được sale nữa, đáng lẽ mình mua là 390.000 đồng. Nhưng trên live em sale chỉ có là 299 thôi nha. Chị nào mình lấy mẫu này các chị mình lên đơn hàng liền dùm em nè. Rồi em chào chị Phương Trần, chào các chị mình mới vô nha. Đây các chị nhìn dùm em cái chất nè. Lại cận cảnh mình xem cái này, phải nhìn ở ngoài thấy, sẽ thấy đẹp hơn là trên live rất là nhiều. Các chị thấy cái họa tiết của nó không? Đẹp xuất sắc chưa nè. Mẫu này mà chị nào không mua là hơi bị uổng luôn á. Hôm nay mẫu đầm này thì số lượng ít thôi chứ không có nhiều nha các chị. Và giá hôm nay sale cho mình luôn chỉ có là 299.000 đồng. 1304 và kèm cho em xin hỏi luôn. 1304 và kèm cho em xin hỏi nhanh tay nha cả nhà ơi. Lên đơn hàng ngay bây giờ để em chốt sale luôn cho mình nè. Ok chị Ngọc Châu em chốt 1304 cho chị nè. Chị Ngọc, chị Nguyễn Linh có sai chị yên tâm chị nha. Đủ sai mờ lớn là 2X luôn. Đây các chị nhìn cho em nè. Coi giãn nhiều lắm và mặt vải bên trong rất là êm. Nên là khi các chị mặc lên người nó dễ chịu, nó không ngứa không khó chịu đâu ha. Vải này là hoàn toàn là không nhăn nhầu rồi, yên tâm cho em luôn, chất rất là sang. Phối lên cho em một cái ví tay cầm đi thiệt là xuất sắc luôn. Trời ơi các chị ơi, nhanh tay nha. 1304 nha các chị, 1304 ok chị Nguyễn Trâm. 1304 cho chị Ngọc Lan, sale giá là 299k, nhanh tay nha các chị. Sắp tới mà các chị hỏi lại mà mấy bạn báo giá cao hơn là đúng rồi nha. Còn hôm nay là đang lên chương trình sale đã là chỉ có 299k là duy nhất trên live này thôi. Nhanh tay nha các chị ơi, 1304 và kèm cho xin hỏi. 1304 và kèm cho xin hỏi em chị hàng. Rồi được xem hàng luôn, chị nào mà muốn kiểm tra hàng á thì lúc mà mấy bạn lên đơn hàng á thì các chị báo với bộ phận tư vấn viên là em ơi cho chị kiểm tra hàng nha, là lúc đó mấy bạn sẽ chất vô luôn cái đơn của mình để mà khi giao hàng shipper người ta thấy, người ta cho mình kiểm tra hàng. Rồi bây giờ chị nào ưng đặt liền giùm em 1304 và kèm cho xin hỏi chỉ có giá là 299k. Mẫu đầm này đảm bảo nhận được hàng là ưng ý liền luôn. 299k đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1304, nhanh tay lên nha cả nhà ơi. Ok chị Thanh Huyền em chúc 1304, chị Kim Phượng ok em chúc 1304 nè.
299k rồi, nhanh tay nha cả nhà ơi. Lưu giúp em khi hết chương trình rồi là các chị mua lại là 390.000 nha. 390.000 đồng là cái giá mà bình thường em sẽ bán nha. Còn riêng ở trên line này, chị nào muốn được săn sale thì các chị đặt luôn thì sẽ được giá là 299k. Hàng này là hàng cao cấp, hàng chất lượng, các chị nhìn thôi mình biết rồi. Và giá hôm nay 299k là quá rẻ so với cái chất lượng mà các chị nhận được luôn á. Rồi ưng mẫu này các chị lên đơn liền nha. Đầm dự tiệc mà chỉ có 299k, mà vải này là chất Atashi kim tuyến hàng cao cấp luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi, 1304 và kèm trang sinh hoạt luôn. 1304 và kèm trang sinh hoạt sale ngay bây giờ với giá chỉ có là 299k. Mẫu đầm em đang mặc trên người cổ tròn nha các chị, đây thiết kế cổ của nó đây, cổ tròn cho mình. Form lên rất là đẹp luôn, ai ưng mẫu này cứ đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ để em trừ hàng trừ sai. 1304 nha cả nhà, xuất sắc ha. Màu xanh navy, một màu duy nhất không có màu khác, em chốt ngay bây giờ luôn, chỉ có giá là 299.000 đồng. Nhanh tay mình lên đơn hàng liền, em chịu hàng luôn nha. Rồi bây giờ nè các chị ơi, thì nãy em cũng có nói rồi, hôm nay sẽ xem kẻ có là 79k, có 99k nữa luôn. Thì các chị bây giờ mình theo dõi nha, ưng mẫu nào các chị đặt hàng. Rồi các chị chia sẻ chưa, nãy giờ tranh thủ em giới thiệu mẫu mới thì các chị đã chia sẻ hay chưa nè. Chia sẻ rồi thì chuẩn bị tinh thần mình săn đầm 99k nha. Chia sẻ rồi chuẩn bị tinh thần săn đầm 99k nha cả nhà ơi. Rồi đợi em một chút xíu nha, em lên mẫu cho các chị mình xem. Ai lấy mẫu nào thì các chị cứ comment cho em là mã số sản phẩm nè, và kèm cho xin hỏi là để chốt đơn hàng cho các chị mình luôn nha. Rồi chờ em một chút xíu luôn. Lên cho mình mẫu đầm này. Đây, mẫu đầm em đang mặc trên người đây là DA1240. Các chị ơi, đầm này 99k luôn nha. Sọc đen hả chị? Sọc này á, cái đầm màu trắng trắng sọc này hay là sọc đen hay màu đen? Chị ơi cái này hả? Cái này là sọc trắng nha. Và sọc đen là mẫu khác nữa cơ. Đợi em xíu, đợi em xíu nha. Rồi các chị chốt nhanh mẫu này nha. 99k đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1240. Hôm nay nhiều đầm 99 lắm, không báo trước vậy đó, các chị cứ chia sẻ đi, cứ từ từ rồi mình săn sale luôn nha. Đầm em đang mặc trên người đây, mã sản phẩm là 1240, và em chốt sale luôn trên line này cho các chị mình là giá chỉ có là 99k. Mẫu đầm em đang mặc 70kg trở xuống vẫn vừa vô tư luôn. Phần eo này nó có bo chun co giãn nhiều lắm, nên là các chị mình eo vòng bụng mình to mình mặc không có lo bị chật đâu nha các chị ha. DA1240 nha cả nhà nha, form chữ A rồi, tí nữa em sẽ mặc luôn nha. Rồi ai lấy mẫu đầm em đang mặc trên người chị nào, mình ưng thì mình đặt luôn ngay bây giờ. Hết chương trình sale giá bán lại là 249k, còn riêng ở trên line này em chốt sale lấy tương tác là 99k. Lời ở lượt chia sẻ thôi chứ không phải lời ở sản phẩm, nên là các chị nhớ chia sẻ liền dùng em ngay bây giờ nha. 1240 và kèm cho em xin thoại luôn cả nhà ơi. 1240 và kèm cho em xin thoại, em chuyển hàng chị sai ngay bây giờ cho các chị nha. Chỉ có giá là 99k mà thôi. Nhớ chia sẻ nha. Em cái này là em ưu tiên chị nào chia sẻ like, tại vì cái này em lỗ quá các chị, không có lời. 99k là không đủ tiền vả, không đủ tiền không may luôn á. Hôm nay em sale lại lấy tương tác nha. Nhớ chia sẻ dùm em luôn, 70kg tiểu xuống vẫn vừa. Còn nếu mà hết chương trình này rồi em bán lại 249. Bán 249k với có lời chứ 99k đâu có lời đâu các chị. Lời ở lượt chia sẻ thôi, nhớ chia sẻ liền dùm em nha. 1240 và kèm cho em số điện thoại nào các chị ơi. 99k mẫu đầm em đang mặc trên người. 99k mẫu đầm em đang mặc, nhanh tay nha cả nhà, lên đơn sớm giùm em bây giờ. Comment mã với số điện thoại em chuyển hàng. Để bây giờ trước tiên là để em mặc lên cho mình cái đầm này này. Thôi mặc đầm sọc này trước nha. Đầm màu trắng sọc đen. Đầm màu trắng sọc đen cho các chị mình nha. Để các chị xem trước, vải rất đẹp, vải này là vải thun Mỹ nha. Chị sò luôn đó các chị ơi. Yên tâm đi các chị, đến với shop em á, chị thấy giá rẻ nhưng mà em đảm bảo cho mình là hàng chất lượng nha chị. Vải shop nhập trực tiếp từ hàng công ty nước ngoài về đây và may lên thành phẩm luôn, vừa bán lại Việt Nam cũng như vừa xuất khẩu đó. Rồi bây giờ nha, em sẽ lên cho mình đầm sơ mi. Đầm này đẹp lắm nè các chị, hiếm khi nào mà shop lên được cái đầm màu trắng này lắm. Hôm nay có các chị tranh thủ săn liền nha. Rồi bây giờ các chị ơi, đầm em đang mặc trên người mã này là
1301 thì phải. Đâu để xem lại coi. Cái đồng này là đi làm cũng được nè, đi chơi đâu mà cũng được hết. 1301 đúng rồi, 1301 nha cả nhà. Đó, ngắm giùm em, đồng này đẹp quá chừng. Các chị cứ từ từ theo dõi like nha, tại vì xuyên suốt trong like này sẽ có lên đồng 99k. Em sẽ lên xem kẻ, em nên bất ngờ chứ em không có lên một loạt đâu. Nên là chị nào nhiều khi mà cái chị mà ra ngoài live sớm ấy, nhiều khi không bỏ lỡ mất mấy đầm 99k là hơi bị tiếc nha. Rồi, bây giờ đầm em đang mặc trên người đây, với mã sản phẩm là 1301 nha. Cái dây này thì tùy các chị, mình thích cột sao mình cột thôi. Đây để em cột cái nơ vô cho mình xem nhé. Đó. Rồi, mẫu đầm em đang mặc trên người đây, em sẽ có cho mình là 4 size M, L, XL và 2X cho các chị mình luôn. Và các chị trong tầm từ 40kg đến 65kg vừa đầm là xinh quá ha cả nhà ha. 1301 nè, 1301 này vải xịn nha. Vải này là thun mỹ, dày dặn nè, co giãn 4 chiều luôn. Đồ co giãn rất là êm nha, và không có nhăn nhầu luôn á. Nút này phía trên đính liền mình mặc là có dây khóa kéo đằng sau. Đầm em đang mặc trên người là 1301 nha. Và hôm nay mình được săn sale chỉ có giá 299k thôi. Mặc đi làm, mặc đi chơi, đi đâu mà mặc cũng được. Rất là dễ mặc, dễ ứng dụng cho mình ha. Nó có những cái phần sọc như thế này, khi mà cái chị mặc tạo cảm giác là thấy thân hình của mình nó thon gọn hơn. Cái dây này là dây rời nha cả nhà, cái chị tháo ra vẫn được. Rồi đầm em đang mặc trên người DA 1301 chốt sale luôn trên live chỉ có giá là 299.000 đồng. 299.000 đồng đầm em đang mặc trên người. Size lớn nhất em có là size 2X nha. Size lớn nhất em có là size 2X nha cả nhà. 2X thì tầm khoảng 65kg là mình mặc vừa luôn đó. Rồi chị nào mình lấy đặt liền dùm em DA 1301 nha. 1301 kèm xíu thả mẫu này đẹp nè các chị ha. Đó, lâu lâu có cái tông màu trắng như vậy mặc nhìn xinh quá ha. Rồi đầm em đang mặc trên người chị nào lấy nhanh tay. Đầm này là trẻ tuổi, trung tuổi mặc được hết nha. Đầm này các chị trẻ tuổi, các cô trung tuổi mặc được hết cho em luôn. Dây này tháo rờ ra được nha. Đó, ai thích mẫu này các chị lên đơn liền dùm em. Mã hàng với số điện thoại em chốt đơn. Nhanh tay nha các chị, 1301 kẻ số điện thoại. Rồi, nè các chị thấy không? Cái dây nè, kéo về là các chị biết là cái vải co giãn cực dữ dằn luôn rồi đó. Đây là mặc thoải mái cực kỳ luôn. Đây nè, chị nào mà thích mặc cách điệu hơn xíu các chị mình nào, thắt cho em một cái nơ, mình thắt ở trong cái phía này cũng được nha các chị ha, hoặc là mình thắt ở luôn ở bên ngoài phần cổ cũng được. Đây để em sẽ luôn ở phần cổ áo này cho các chị mình nè, cho mình xem mình mặc được kiểu khác đó. Rồi đây nè, cái dây này mình luồn vô, mình cột vô như thế này, cột đơn giản vậy thôi. Rồi, đầm em đang mặc trên người chị nào lấy đặt liền dùm em nha. Giá hôm nay shop sẽ sale cho các chị mình luôn là chỉ có giá là 299k. 299k mẫu đầm em đang mặc trên người. Nhanh tay nha cả nhà ơi, lên đơn hàng sớm ngay bây giờ em chốt đơn 1301 và kèm xem số điện thoại nha. Dễ thương ha cả nhà ha. Đầm này là form này, form chữ A nó dễ mặc lắm. Và nó có cái hàng nút như thế này, đồng thời những cái họa tiết sọc sọc như thế này thì các chị mặc nhìn thon gọn hơn rất là nhiều. Và vải này nó có co giãn nữa ha các chị ha, không có nhăn nhầu luôn nha. DA 1301 và giá ngày hôm nay sẽ sale cho mình chỉ có là 299.000 đồng thôi. 299k mẫu đầm em đang mặc trên người. Ai lấy mẫu này thì các chị cứ comment ngay bây giờ cho em chịu hàng chịu size 1301 và kèm trang điện thoại nha. Rồi xong chưa các chị ơi, tranh thủ nha. Cái form đầm này là các chị là cái dây này dây R nên là tùy ý mình nha. Các chị có thể phối tùy nhiều kiểu theo ý thích của mình luôn. Ai lấy mẫu đầm em đang mặc trên người nhanh nha các chị. Hết chương trình sale mình mua là 390 nha các chị. Hết chương trình sale mình mua là 390 nha. Còn đặt bây giờ mình sẽ được chốt là giá 299.000 nha cả nhà ha. Hết chương trình sale là 390, còn đặt bây giờ là 299k. Chị nào mình thích mẫu này lên đơn liền dùm em chịu hàng chịu size nhanh tay nhá. Đó, tranh thủ nha cả nhà ơi, lên đơn liền dùm em chốt đơn luôn, chỉ có giá 299k mẫu đầm này. 299k mẫu đầm em đang mặc trên người và 40kg đến 65kg là vừa. Chị Cẩm Tú ok chốt cho chị luôn nha. Nhanh tay cả nhà ơi, 1301 và kèm cho xin hỏi luôn. 1301 nha, có 299 thôi, vải bao xịn. Về nhà nhận được hàng vải không đẹp không lấy tiền luôn. Không, về nhà nhận được hàng không đẹp, vải không đẹp không lấy tiền, không thèm lấy tiền luôn các chị. Thật sự luôn ấy, cái chất này là bao xịn sò, dày dặn, co giãn nhiều lắm. Chiều dọc, chiều ngang là có giãn hết. Với lại là yên tâm cho em một điều là cái vải này mình mặc không có sợ bị nhăn nhào đâu. Mình đứng lên, mình ngồi, ví dụ mình ngồi lâu mình cũng không có bị nhăn cái nếp nếp gấp của nó nha cả nhà ha. Mặc cái đầm này khỏe nè. À, đi mình giặt máy giặt tay vô tư và giặt xong phơi lên khô là nó tự động phẳng luôn, đâu có cần phải ủi gì đâu. Mặc cái đầm này khỏe lắm. Rồi,
Mà đằng này là không biết ủi ủi đồ là gì luôn á các chị ơi. Thôi, nhanh tay nha. Ok nè, em chốt cho chị Thanh Thủy 1301 nha. Cái phần tay nè, xinh lắm các chị ơi. Nó sẽ vẫn là sẽ có co giãn nha, rất là dễ chịu luôn. 40 kg đến tầm khoảng là 65 kg là mình mặc vừa. 1301 nha. Ok chị Nguyễn Ngân chốt 1301 nè. Ai lấy mẫu này thì các chị comment ngay bây giờ cho em luôn. 1301 và kèm cho em số điện thoại em chịu hàng. Em sale ngày hôm nay cho cả nhà mình chỉ có giá là 299.000 đồng. 299.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Nhanh tay nha cả nhà ơi, 1301, 1301 và kèm cho em xin họ luôn. 1301 chốt sale với giá chỉ có là 299k mẫu đầm em đang mặc trên người. Chị nào mình lấy mẫu này các chị nhớ đặt liền giùm em ngay bây giờ để em trừ hàng trừ sai nha. Vải đẹp lắm các chị ơi, vải đẹp, mẫu đây phải công nhận luôn, vải xịn sò dày dặn không nhăn nhò, mặc lên rất là ôm tôn dáng là chuẩn form và nó có co giãn cho các chị mình nữa ha, rất dễ chịu luôn. Chỉ có 299k 1301 nha cả nhà. Rồi bây giờ sẽ lên tiếp tục cho mình thêm một mẫu đầm tiếp theo, đợi em một chút xíu nha. Ai lấy mẫu nào thì các chị cứ comment cho em là mã số sản phẩm nè, với điện thoại nè để em chốt đơn nha cả nhà nha. Rồi chờ em một chút xíu, em chuyển qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo. Chia sẻ like giùm em nha các chị. Bây giờ ấy, em có cái đầm này rất là xinh nè. À khoan, bây giờ đi để em lên một cái mẫu đầm này sao sóc cho cả nhà mình luôn. Đây, tiếp tục lên một cái mẫu đầm von chữ A nha các chị ha. Đây các chị nè, đầm em đang mặc trên người đây. Ngắm giùm em form đầm này nha các chị, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ sốc luôn. Chia sẻ cho cả nhà. Cái này ngày hôm nay shop là sao lỗ vốn. Shop sao lỗ vốn, cái dây này là dây liền nha các chị, cột trước cột sau đều được. Chia sẻ giùm em nha. Khoan để em thấy cái đầm này đi. Em uống nước bị rớt cho cái đầm rồi. Em uống nước nó rớt cho cái đầm em rồi. Để em thay cái đầm này đi nha. Chờ em một xíu nha các chị. Khổ ghê. Rồi chờ em một chút nha. Em qua mẫu đầm khác cho các chị mình luôn. Đầm tiếp theo đây là DA1244 nha. Giá hôm nay em sale là cực kỳ rẻ luôn nè. Sao lỗ vốn xả hàng cho các chị. Chia sẻ like giùm em luôn nha. Trên tường nhà vào nhóm giùm em. Rồi bây giờ nha, đầm này em sẽ có cho mình là 4 size MLXL và 2X. Rồi cái giá ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị. Các chị ơi, cái này mình áp dụng cho chị nào có chia sẻ nha các chị ha. Thứ nhất, thứ hai là mình gộp đơn giùm em, tại vì cái này là em chuẩn bị thông báo cho các chị một cái giá em sale rất là lỗ luôn, 99k nha cả nhà. Cái này mình chia sẻ áp dụng cho ai, chia sẻ cộng gộp đơn hàng, chia sẻ cộng gộp đơn em mới chốt được có 99k mà thôi. Cái này là 99k lỗ nha các chị, lỗ vốn. Sao lỗ luôn, nhanh. Các chị ơi đặt liền 1244 ngày mai sao lỗ nha. 99k. 99k là không đủ tiền vải, không đủ tiền không may luôn á. Nhưng mà hôm nay bù lại giùm em là lượt chia sẻ. Ai có chia sẻ 3 lần đó và cục đơn hàng, em chốt đầm này 99k luôn. Một cái mẫu đầm vân kính hai lớp cho bệnh form chữ A rất là xinh. Và cổ là cổ tiên, có nút nè. Đó, có nút cho mình ha, phần eo đó, cái chiếc eo cho mình. Đây là cái chị mặc lên form rất là gọn người. 99k, trời ơi các chị ơi. Đọc cái giá ra còn sót cả ruột luôn các chị. Hôm nay em lên chương trình sale sốc như vậy, các chị nhớ là phải có chia sẻ giùm em nha. Em sao lỗ vốn luôn rồi. DA1244 1244 nha, 99k. Rồi ok chị Ngọc Trang nè, 1244 99k. Chị Thúy Hằng 1244 em chốt 99k. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền. Đầm Manoka xe 199 chị mã sản phẩm là 1262. Đúng sai, 1262 đang bán là
bình thường là 299, nhưng hôm nay các chị đặt là sẽ được sale 199 nha. Hôm nay đầm gì cũng sale hết trơn á. Rồi các chị ơi, trở lại đầm em đang mặc DA1244. DA1244 giá em sale cho mình ngày hôm nay là chỉ có giá là 99k lỗ vốn nha cả nhà ơi. Áp dụng cho ai chia sẻ và gộp đơn hàng giùm em nè. Chia sẻ vào cột đơn hàng giùm em nha các chị ơi, nhanh tay nha, cái này em sale rất là rẻ luôn. Nên các chị nhớ dặn ra vài giây chia sẻ tao giùm em 1244 và kèm số điện thoại. Đàm đang mặc chị ơi, chị Nguyễn Hồng ơi, mình comment là 1244 kèm số điện thoại mới được lên đơn. Thứ hai là mình nhớ là kèm thêm được chia sẻ giùm em. Chị nào chia sẻ là khi mình comment lên là sẽ hiện lên huy hiệu người chia sẻ liền nè các chị. Đã cố gắng chia sẻ nha cả nhà, em lỗ vốn rồi. DA1244 nha, sale với giá là 99k. Em chỉ tổ chức sale đúng duy nhất trên line này thôi, để mà đổi lên lượt chia sẻ em chấp nhận sao lỗ luôn. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền, cảm ơn chị Marie Trinh đã chia sẻ nha. Rồi chị Nguyễn Hồng ơi, chia sẻ dùm em chị Nguyễn Hồng nha. 1244 giá em sale ngay bây giờ cho các chị là 99k luôn á. Quá rẻ luôn, quá rẻ quá sốc. Mà đầm này là hàng hai lớp luôn nha. Các chị ơi yên tâm đi, đến với shop em, mặc dù mình mua được cái giá có 99k nhưng em đã bảo cho mình hàng chất lượng. Đẹp từ cái lớp lót thun cô tông bên trong nè. Cái vải lớp lót thun cô tông không nhăn nhầu, mềm mịn, êm mát và có co giãn cho mình nè ha. Bên ngoài là vải vón kính cho mình đây. Đầm này em sale luôn cho mình có 99 ship hả chị? Trời ship rẻ nhất hệ mặt trời. Trong thành phố Hồ Chí Minh phí ship có 10.000 à. Ở tỉnh phí ship 30.000 đồng thì sự nhiều khi á em mua đồ bên ngoài những cái shop mà cùng ở thành phố Hồ Chí Minh thôi mà ship người ta 35.000, ship người ta 40.000 đồng có, chỗ ship em có 10.000 ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Và ở tỉnh là xa xôi cỡ nào cũng chỉ có 30 thôi. Và nếu như chị nào mà muốn được miễn ship hả, các chị gộp đơn đi, các chị gộp đơn từ 597.000 đồng trở lên miễn ship luôn. Rất đơn giản thôi nha cả nhà ha. Và hôm nay thì không cần đánh đo, không cần suy nghĩ đâu. Đầm này em sao lỗ rồi. Bây giờ là lời được chia sẻ nên nãy giờ kêu gọi người chia sẻ đâu cả học đây. Các chị chia sẻ dùm em, chị Nguyễn Hồng chia sẻ dùm em nha. Chị Nguyễn Hồng kêu không chia sẻ là không có chốt 99 đâu đó. Rồi, chị có chị nào chia sẻ mới chốt nha. 99k là lỗ lắm rồi các chị ơi. Hai lớp. Đầm này em may là hai lớp cho các chị mình nha. Rồi, chị nào mình thích mẫu nào các chị đặt liền dùm em chịu hàng chịu size. Nhanh tay nha cả nhà, hàng chuẩn shop ạ. Hàng chuẩn shop và vải đẹp luôn nha các chị. Trời ơi, em rớt cái điện thoại. Rồi, nhanh tay nha cả nhà, chị Thanh Thảo Võ 1244 nè. Chia sẻ dùm em chị Thanh Thảo Võ ơi. Đó, ai chia sẻ là nó hiện lên huy hiệu người chia sẻ liền nào. Cố gắng chia sẻ dùm em nha. Ai chưa biết chia sẻ tập chia sẻ thì các chị chỉ cần một lần các chị biết chia sẻ là lần sau đơn giản lắm. Chia sẻ nó mất có vài giây thôi. Ai mà biết chia sẻ rồi chia sẻ nhanh lắm, vô cùng nhanh luôn á, mất có vài giây là xong rồi. Đây bây giờ đầm em đang mặc là 1244 nha. Lỗ vốn luôn 99k thôi và 40kg đến tầm 65kg là vừa. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình ưng ý mẫu này, các chị mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn là mã hàng với số điện thoại em chốt sale 1244 và kèm số điện thoại nha. Rồi ok, chị Thanh Nhi em chốt 1244, chị Ngọc Trang em chốt 1244. Cái đầm này là dây liền luôn nha các chị. Mình cột vô, cột trước cột sau tùy ý mình nha cả nhà. Dạ 68kg không vừa rồi chị. Đầm này tầm 65kg thôi hoặc 68kg là nếu 68 mình phải cao nha. Còn nếu mà ví dụ như một tầm 1m50 hay 1m65 hoặc là 1m60 vẫn không vừa. Đầm này là hoặc đo eo đi, eo mình tầm 84 trở xuống vừa. Đầm này size 2XL 84 trở xuống vừa nha. 99k rồi các chị ơi, lỗ vốn luôn rồi đó. Chia sẻ dùm em ngay bây giờ em chốt đơn 1244 và kèm trong số điện thoại nha. 1244 và kèm số điện thoại 99k thôi, quá rẻ luôn. Rồi ok, chị Thanh Như em chốt 1244 này, chị Ngọc Lan 1244, chị Tú Vi 1244 nè. 99k rồi cả nhà nha. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục lên thêm cho mình một cái sản phẩm nữa nha. Đây em lên cho mình một cái siêu phẩm tiếp theo. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt hàng sớm dùm em, mã số sản phẩm và kèm số điện thoại em chịu hàng nha. Rồi đợi em vài giây nè. Em sẽ lên cho mình đầm da beo các chị ơi. Đẹp lắm. Bây giờ ấy, chị nào mà ưng mẫu nào cố gắng lên đơn hàng càng sớm càng tốt cực dùm em nha, kẹo hết hàng đó. Giờ mẫu tiếp theo nè. Em lên cho mình mẫu đầm da beo siêu phẩm. Rồi đợi em một chút xíu nha, em mặc cho mình siêu phẩm này. Ai thích mẫu nào các chị nhớ lên đơn liền. Rồi các chị ơi em lên đầm da beo. Trời ơi đẹp dữ ta. Đầm gì mà nó đẹp dữ vậy nè.
mà cái chất là bao ghiền luôn, chất bao ghiền. Em cảm ơn chị Kim Hoa Đà đã chia sẻ nha. Đó, chị nào có chia sẻ là có huy hiệu, chị hiệu liền nào. Chia sẻ đơn giản lắm, ở nhà không có gì khó khăn đâu. Ai mình lần đầu tiên á chưa biết chia sẻ thì mình cứ tập đi, tập rồi là mình sẽ thấy là ôi trời, chia sẻ dễ quá chừng dễ, chia sẻ dễ quá chừng dễ luôn các chị. Rồi bây giờ nha, em đem mẫu đầm này, trời ơi đẹp quá, DA1294 xuất sắc quá các chị ơi, xuất sắc quá chừng nè. Đầm em đang mặc trên người 1294 và vải này là vải lụa Nhật các chị ơi, lụa Nhật là không đùa được đâu, lụa Nhật là các chị mặc rất êm nha, mềm mịn mát và không nhăn nhầu. Vải này em nhập về giá thành rất là cao đó các chị ơi, vải hiếm đó, bình thường ngoài các chị ít khi mà có được cái vải này lắm, hàng này hàng cao cấp luôn, nhập về cho mình giá thành rất là cao và hôm nay em sale cho mình chỉ có 299 mà thôi, nhưng hết chương trình là mình mua là 390 dùm em nha. Hết chương trình xem bán lại là 390, chứ em không có bán cho tất cả mọi người là 299 đâu. Em chỉ áp dụng duy nhất trên line này thôi là 299k. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền. Hiện tại em đang có cho mình đủ size ML, XL và 2X luôn, và 40kg đến tầm 65kg là vừa. Ngắm dùm em form đầm này, đẹp xuất sắc ha. Mẫu đầm này họa tiết da beo và họa tiết hoa da beo nhỏ nhỏ nè, sang dễ sợ không? Và nó có cái bạn eo cho mình, lên form rất chuẩn form, và đầm này em may túi cho mình hai bên. Tay là bên em may tay lỡ cho mình tới cái phần kiểu tay này, khi mà mình cử động này không có bị chật nha. Phần cổ thiết kế sẽ là cổ đắp chéo, ở đây phía đằng sau nó sẽ xếp ly á, sau đó là mình mặc nó sẽ đắp chéo qua vậy. Đắp chéo vô phần, nó ôm vô vòng một, ôm vô phần cổ của mình thì rất là sang. Ai kỹ xíu thì mình đính chị Lạc, còn không thì khỏi cũng được. 1294 sale với giá chỉ có 299. Hết chương trình mình mua là 390 dùm em nha. Đẹp quá, xuất sắc thật sự luôn. 299k chị Liên Úc, hôm nay là giá rất rẻ nha. Hôm nay là các chị yên tâm đi, mặc dù mẫu mới nhưng mà giá cực kỳ yêu thương. Chị nào mà mình lấy mẫu này thì các chị đặt liền. Giá bình thường mình mua sẽ là 299 và hôm nay các chị đặt trên line sẽ được sale là giá bình thường là mua là 390, còn đặt bây giờ là sale là 299k, 1294. Ok, 1294 chốt cho chị Hoàng Thanh Hải. Em chào chị La Hoàng, em chào các chị mình mới vô. 1294 cho chị Thơ Vũ em sale luôn nha. 299k thôi, quá rẻ. Cái mẫu này em khuyên là các chị nên đặt liền. Có 299k thôi chị Liên Út ơi. Chị ơi mình lắng nghe em nói đi, nãy giờ em nói giá 299 đâu cả học luôn nè. 299k thôi à, hàng mới nhưng mà thật sự nhiều khi cái chị khỏi cần nghe giá cũng được. Đến với shop em yên tâm về chất lượng và giá cả cực kỳ yêu thương. Rồi chị nào ưng đặt hàng sớm dùm em chuyển hàng chưa sai. Vậy hả chị, rồi để tí nữa mấy bạn gửi cho mình nha chị Lê Hoàng. Đầm em đang mặc trên người đây là DA1294. Giá em chốt sale ngay bây giờ cho các chị mình chỉ có là 299k mà thôi. Chị nào mình thích mẫu này lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Làm mã hàng và kèm cho em xin hỏi nha. 1294 và kèm xin hỏi form này đẹp chưa? Form này sẽ dài qua gối như thế này luôn. Ơn mẫu này các chị mình đặt sớm giùm em ngay bây giờ nha. Làm mã hàng và kèm cho em xin hỏi nè. 1294 và kèm xin hỏi. Có nãy giờ, trời nãy giờ em lên quá chừng đó chị Linh Út, mình vào trễ hả? Bây giờ chia sẻ trước đi chị, chia sẻ trước đi rồi tí nữa em lên cho chị xem nha. Rồi bây giờ chị nào ưng mẫu nào đặt liền giùm em nha. 1294 và kèm cho em xin hỏi em chuyển hàng chưa sai. 1294 và kèm cho em xin hỏi em chuyển hàng chưa sai. Nhanh tay các chị ơi đặt hàng sớm giùm em chốt sale ngay bây giờ cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá là 299k mẫu đầm này. 299k mẫu đầm em đang mặc trên người, tranh thủ nha cả nhà. 1294 rồi, ok chị Ngọc Linh em chốt đơn hàng cho chị nè, chị Cẩm Tú ok. Đây em quay đằng sau mình xem nhá, phía đằng sau là dây khóa kéo nè các chị, mình để ý phần cổ này nó xếp ly nè. Đó, dây khóa kéo đằng sau. Nếu mà size M là eo mình tầm khoảng là 72 đến tầm khoảng là 74. Ok, size M tầm eo 72 đến 73. Size L thì tầm khoảng là eo 75 đến 76, XL eo 78 đến 79 và 2X là 84 đến 85 chiều xuống nha. Đó, đẹp quá chừng. Trời ơi, xuất sắc thiệt sự luôn á. Mẫu này các chị nên săn liền nha, kẹo hết. 1294. Rồi tí nữa em sẽ mặc cho mình sau nha chị Nguyễn Hồng nha. Rồi ok nè, chị Ngọc Trang em chốt đơn 1294 chốt theo giá là 299. 299k thôi, đẹp ha. Ok chị Bùi Mến em chốt 1294. Cái mẫu đầm nào chứ cái mẫu đầm này em đảm bảo nhận được hàng là không làm cho các chị thất vọng một chút nào đâu. Đẹp từ chất cho tới form.
Từng đường kim mũi chỉ cho các chị mình luôn. Cái chất này êm mềm mát và co giãn 4 chiều, chiều dọc chiều ngang đều là sẽ có co giãn mặt rất là thoải mái nha. 1294 giá em sale cho mình chỉ có là 299.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ để em trừ hàng trừ sai nha. 1294 kèm cho em số điện thoại, nhanh tay lên đơn liền giùm em nè. Chỉ có giá là 299k đầm em đang mặc, chỉ có giá là 299k thôi. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Ôm mẫu này các chị nhớ đặt liền giùm em ngay bây giờ em chịu hàng nhá. 1294 xuất sắc thực sự luôn các chị. Rồi đây nè, đó dây khóa kéo đằng sau, 4 size cho mình lựa chọn, ML, XL và 2X. Các chị cứ đặt đi rồi sẽ có bộ phận tư vấn viên tư vấn về size cụ thể cho mình nha. Rồi bây giờ sẽ qua thêm mẫu khác. Nãy có chị hỏi lên là màu sáng đúng không? Đây, mẫu mới luôn. Lên đầm màu sáng mà mẫu mới luôn, đầm sơ mi luôn nha cả nhà. Chờ em một chút. Ủa hồi nãy em mặc cái đầm màu trắng chị thấy chưa chị ơi? Nãy em màu trắng là sáng nhất rồi đó. Nãy em mặc đó, không biết chị thấy chưa chị ha. Rồi bây giờ tiếp tục nha, rồi em một chút xíu. Ai lấy mẫu nào á, các chị mình đặt cho em là mã hàng với số điện thoại nha, để em chốt xe cho nhà mình nha cả nhà nha. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp tục cho mình một mẫu đầm tiếp theo nữa đây. Chia sẻ like giùm em luôn nha. Trời ơi, mặc lên là thấy ưng rồi đó. Mặc cái đầm lên là thấy ưng liền rồi đó các chị. Nhìn cái màu là thấy thích rồi, nhưng mà mặc lên là ghiền luôn. Chuẩn form vô cùng, như đo made in cho mình luôn. Mà cái vải của nó rất là êm nha các chị ha. Để em xem mã số nha. Một ba một chín nha các chị. Mã đầm này là 1319 nè. Xuất sắc, xuất sắc luôn cả nhà. 1319 đẹp ha cả nhà, từ màu sắc đến form dáng, mà nói chung là cả cái chất vải của nó nhận được hàng là ưng ý luôn. Chất lượng mango mặc rất là êm. 1319 hôm nay các chị được săn gặp chỉ có 299k thôi, 299k thôi nha cả nhà ơi. Nhanh tay mình lên đơn liền, nhưng mà lui giúp em hết chương trình là em bán lại là 390 nha. Hết chương trình xem mình mua lại là 390. Còn nếu mà các chị đặt hàng ngay bây giờ thì các chị sẽ được chốt là 299. 78kg không vừa rồi chị ơi, tiếc quá. Thường ở đầm bên em size size lớn nhất là 2X, là eo tầm khoảng 84 hoặc là tầm 86 trở xuống nha cả nhà nha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người, chị nào lấy đặt liền, mã sản phẩm là 1319. Đẹp hả chị Lê Hoàng? Đó, cái mẫu đầm này mà chị nào thích mình lên đơn liền nha. Cái mẫu này mặc đẹp nè, sang cái họa tiết nè, cái màu sắc nè, dễ mặc. Ai da trắng da ngăm mình mặc được hết. Sơ mi thì tiện, là đi đâu mình mặc cũng được hết trơn cả nhà. Rồi mẫu đang mặc trên người, chị nào lấy gạch liền giùm em DA1319 và kèm trang sinh hỏi nha. Form đầm nè, ở đây là em cao 1m62. Thì mẫu đầm này mặc sẽ dài tầm ngang bắp chân như thế này. Nói chung là nó sẽ dễ mặc, ai cao ai thấp mình mặc đều được ha. Đó, đầm này thì em có may túi nữa. Đẹp lắm cả nhà ơi, thực sự luôn ấy. Chuẩn chuẩn form, đẹp từng đường kim mũi chỉ cho các chị mình luôn á, trời ơi xuất sắc thực sự. Cái màu sắc này dễ thương ha, cái màu này là dễ mặc lắm, da trắng da ngăm mặc được hết. Cái tông nền của nó là kiểu như là cái màu hồng da cả nhà nha. Rồi em đang mặc trên người đây, sale với giá chỉ có là 299k với mã sản phẩm là DA1319. Các chị đặt liền nha, 1319 và kèm cho em số điện thoại, chỉ có giá 299k đầm em đang mặc trên người nè. Có 299 thôi. Ở form này, đây nè, em cho mình xem phiên sau này. Đẹp lắm. À, các chị thấy chưa? Form lên chuẩn form cho mình. Dây khóa kéo là đằng sau. Form lên rất là chuẩn form luôn. Ai ưng mẫu này các chị đặt liền giùm em nha. Các chị hỏi không? Bên em á hạ eo là rơi chính xác luôn. Không có dịch, không có có xê dịch đi đâu được hết, không có xê dịch đi đâu được hết nha. Từ đây nè, đó, từ các chị cứ đo cho em đi. Ngay cùi chỏ tay này nè, ngang qua chính là cái eo của mình. Mình đo cho em eo mình bao nhiêu, báo cho bộ phận tư vấn viên mấy bạn chọn size chính xác cho mình nha. Rồi đầm em đang mặc trên người đây.
Đầm em đang mặc trên người đây với mã sản phẩm là DA1319 nha. Ok chị Tuyết Ngân em chúc 1319 nè. Rồi chị Hồng Linh em chúc 1319 cho chị nè. Sale với giá chỉ có là 299 ngàn đồng mẫu này. 299 ngàn đồng đầm em đang mặc trên người nha. 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa mẫu đầm này. Chị nào mình lấy gạch liền giùm em. Ngay bây giờ em chuyển hàng chị sai nha. Chị Nhiên ghiền rồi đó. À, chị kết được mấy mẫu mới rồi, chắc là phải mua thôi rồi. Em cảm ơn chị Lê Hoàng đẹp nè, cảm ơn chị Minh Hải đó. Bây giờ chị nào ưng mẫu này cứ lên đơn, và giá hôm nay mình được chốt là 299. Hết chương trình sale thì em bán tại shop ngoài la là giá 390 nha. Hết chương trình sale là 390, còn các chị đặt ngay bây giờ sẽ được chốt là 299 ngàn đồng. Chị nào mình lấy mẫu này thì các chị cứ đặt cho em ngay bây giờ. DA1319 kẹp xuyên hoại 1319 nha. Chị nào ưng đặt hàng sớm giùm em chuyển hàng nè. Rồi đợt này váy sơ mi đẹp hơn lần trước hay chị rồi. Ok, cảm ơn chị Lê Hoàng. Đó, hy vọng là chị sẽ là có thể chọn được một số mẫu đầm để săn về rinh về tủ đồ nhà mình nha. Rồi chị nào ưng đặt hàng liền giùm em DA1319 và kèm trên xuyên hoại 1319, chốt sale giá chỉ có là 299 ngàn đồng. Đẹp tuyệt vời luôn, dễ mặc, da trắng da ngăm, mình mặc được hết cho em luôn nha. Ai lấy mẫu này các chị đặt sớm giùm em luôn nè. Đó, hè eo đúng chuẩn chưa, các chị cứ đo chính xác eo rồi bên em sẽ lên tư vấn size cho các chị mình luôn nha. 1319 nha, 1319 nha. Rồi ok chị Lê Hoàng nha, tí nữa mấy bạn sẽ gửi liền cho mình đó chị ha. Mẫu đầm em đang mặc trên người đây, ai lấy mẫu này thì các chị cứ comment cho em là mã hàng với số điện thoại em chốt sale nha. Nhanh tay nha cả nhà ơi, tranh thủ nha. Em chốt giá này là chỉ có trên livestream này thôi. Mình ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng liền giùm em. Ngay bây giờ để em chịu hàng chịu size 1319 nha các chị. 1319 và kèm theo số điện thoại, giá em sale ngày bây giờ cho các chị mình luôn. Chỉ còn có là 299 ngàn đồng. 299 ngàn đồng, nhanh tay nha. Nhanh tay nha cả nhà nha. Rồi tranh thủ lên đơn liền dùm em chịu hàng luôn. 299k mã sản phẩm là 1319 và kèm số điện thoại dùm em liền nha. Ok nè, chị Thanh Loan em chúc 1319 nè, chị Tú Vi em chúc 1319 cho chị nha. Rồi tiếp tục em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu sản phẩm tiếp theo nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào nhanh tay đặt hàng liền dùm em luôn ha. Comment cho em là mã số sản phẩm và kèm cho em số điện thoại em chịu hàng luôn. Nhanh tay cả nhà ơi. Rồi bây giờ sẽ lên thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo, siêu phẩm tiếp theo đây cả nhà ơi. Mẫu này là DA1292 đây, rất đẹp luôn. 1292 dạ, một dạ 1m64 mình mặc vẫn đẹp chị. Vừa nãy cái đầm đó là em mặc, em cao 1m62 đó chị nha, thì em mặc dài tới đó. Chị 1m64 thì nó cũng không chênh lệch bao nhiêu lắm đâu chị. Rồi bây giờ đầm tiếp theo của em, em thắt cái nơ lại cái. Đó. Rồi, đầm tiếp theo dễ thương các chị. Màu này xinh ha. Đây là DA1292. Eo 92 không vừa, chị đo đúng eo cho chị Tuyết Ánh ơi. Eo là mình là eo mình đo ngang cùi chỏ tay. Eo là ngang của chỏ tay, cái chị cứ dọc nè, cái chị để cái tay vịn vô, cái chị thấy eo liền nè, cái chị thấy không? Ngay cái chỗ nhỏ nhất nè, đó, mình đo dùm em mình bao nhiêu để bên em tư vấn sau. Rồi đầm tiếp theo nha. Một hai chín hai, xuất sắc luôn. DA1292 ngày hôm nay sẽ sale cho các chị chỉ có 299 thôi. Các chị nhìn cái kiểu này xinh lắm nè. Cái này là nó sẽ có một cái dây rút ở đây nè ha. Rồi mình thắt cái nơ vô. Đó, thắt cái nơ vô. Cái form này nè, ai mà có bụng không lo lộ bụng luôn, dấu bụng rất tốt. Và có túi nữa. Cái chị ơi, vải xịn nha. Mẫu đầm này nè, với chất vải của nó là chất lụa Nhật, các chị mặc rất là êm mềm mịn. Trời ơi, sờ lên cái mặt vải thôi là ghiền luôn rồi. Các chị ơi, mịn lắm luôn nha, mặc rất là thích luôn ấy. Mà nó mát với lại nó không có bị nhăn nhò nữa. Và cái họa tiết các chị nhìn coi mê hồn không? Rồi đầm em đang mặc trên người đây là 1292. Giá ngày hôm nay shop sẽ sale cho mình chỉ có là 299k mà thôi nha.
299k mẫu đồng em đang mặc trên người. Ai lấy mẫu này thì các chị cứ đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn. Là mã hàng đặt với số điện thoại chốt đơn 1292. Đây, phía đằng sau nha. Phía đằng sau cũng là khuyết phần của V cho mình nè. Đó. Phía đằng sau cũng khuyết của mua và V cho các chị mình đây. Dây khóa kéo đằng sau nha. Ở đây cam với 62 là form dài tới đây nè. 40kg đến 65kg là vừa. Chị nào ưng ý đặt liền DA1292 1292 và kèm cho xin thoại nhanh tay nha cả nhà ơi. Xinh quá chừng xinh. Mẫu đầu này á, dễ mà trẻ tuổi hay là trung tuổi mình đều có thể mặc được hết nha các chị. 1292 ok chị Ngọc Lan sale giá 299. 1292 cho chị Nguyễn Trâm em sale giá 299. Các chị ơi, đây là hiện tại mình đang được săn sale. Hết chương trình là mình mua lại 390 dùm em, còn đặt bây giờ sẽ được chốt là 299k nha. Màu này xuất sắc luôn á. Ưng mẫu này các chị lên đơn hàng thì dùm em 1292 và kèm cho em xin hỏi nha. 1292 và kèm cho em xin hỏi chốt sale liền trên live giá chỉ có 299.000 đồng. Ôi các chị ơi, ở đây nha. Các chị nhìn thấy màu sắc kiểu dáng các chị ơi, các chị đặt chứ em nói thiệt. Các chị cứ mua đi về nhà, đảm bảo là các chị mê nhất là mê cái chất vải. Các chị mê, các chị ghiền nhất là cái chất vải kìa. Vải mặc bao êm luôn. Trời ơi, mặc cái đầm này là ghiền ơi là ghiền, là mịn lắm luôn á chị. Mịn màng, dễ chịu mà nó co giãn nha. Đây nè, em test vải cho mình xem. Đó, các chị thấy chưa? Co giãn nha. Thứ nhất là co giãn nè. Thứ hai là không nhăn nhầu nè. Và mình mặc nó rất là mịn, êm và mát cho các chị. Trời ơi, một cái đầm như vậy, một cái chất vải như vậy thì còn chê vào đâu được nữa. Ai lấy mẫu này nhanh tay nha. 390 hôm nay trên làm sale là 299. 299k mẫu đầm này, mã sản phẩm là 1292. Rồi tiếp tục nhận đơn 1292 cho chị Thanh Hằng. 1292 cho chị Hoàng Lan, em chốt đơn hàng cho chị luôn nha. 299k. 299k mẫu đầm em đang mặc trên người. Tranh thủ nha cả nhà ơi, lên đơn sớm giùm em. Xuất sắc thực sự luôn các chị. Trời ơi đẹp ha. Dễ thương quá à. Cái mẫu đầm này nó có cái dây nè. Cái dây này mình cột nơ nè. Đó, cái dây này dây rút nè. Nó rút ở đây nó tạo cái độ nhún ngay chỗ cái phần ngực này nè các chị. Đó, xong rồi à, các chị mình sẽ thắt nơ vô. Đó. Rồi các chị thắt nơ vô. Vậy thôi, đơn giản và đẹp ha. Rồi, mẫu đầm này hôm nay em sale là 299k. Mẫu này lên form rất là chuẩn form, chuẩn cái màu sang quá chuẩn sang. Rồi, ai lấy mẫu này đặt liền dùm em 1292 nha. Chị Thùy Chi em chúc 1292. Chị Ngân Đặng em chúc 1292. Chỉ có giá là 299.000 đồng mẫu đầm này. Hết chương trình sale mình mua là 390. Còn đặt bây giờ sẽ được chốt là 299.000 đồng. 299.000 đồng đầm em đang mặc trên người. Chị nào mình lấy mẫu này, các chị đặt sớm dùm em ngay bây giờ để em trừ hàng trừ sai. Nhanh tay nha cả nhà ơi. 1292 và kèm cho em xin hỏi luôn. 1292 và kèm cho em xin hỏi chốt sale ngay bây giờ cho mình. Chỉ có giá là 299.000 đồng. 299.000 đồng mẫu này. Hết chương trình sale mua lại là 390, còn đặt bây giờ sẽ được chốt là 299k. Chị nào mình thích mẫu này cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha. Rồi ok, chị Tú Huy chốt đơn hàng cho chị nè. Chị Hân Đặng em chốt đơn. Chị Thùy Linh em chốt 1292 cho chị luôn, sale giá 299k. 299k mẫu đầm này, nhanh tay nha cả nhà ơi. À đầm đó hả chị, mình cho em thêm vòng eo được không chị Thắm Nguyễn, để bên em tư vấn kỹ hơn được không ạ? Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1292. Em chốt xem ngay bây giờ cho cả nhà mình là giá chỉ có là 299.000 đồng mà thôi. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm ngay bây giờ cho em luôn. Là mã hàng với số điện thoại em chốt đơn nha. Đẹp, chất đẹp, màu sắc cũng đẹp. Đó, form dáng ha, trẻ mặc cực kỳ luôn. Trẻ tuổi trung tuổi mình mặc được hết cho em nha. Cái vải này nè nhà ơi, các chị chú ý nha, mình nhớ dùm em nha. Cái vải này vải xịn đó, vải mặc bao êm bao ghiền luôn. Ở đây các chị nhìn thấy vẻ bề ngoài các chị ơi, các chị đặt chứ về nhà thích nhất là hết cái chất vải này nè. 1292 nha. Ok chị Thu Hiền em chốt 1292, chị Kim Phượng em chốt 1292, sale với giá chỉ có 299k thôi. Nhanh tay mình lên đơn hàng liền dùm em ngay bây giờ để em chưa hàng chưa sai cả nhà nha. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo nha. À có chị hỏi là màu cam vest, đây màu cam vest để mặc cho mình xem. Thật sự luôn ấy thì nhiều khi 6-8 kg vẫn được, nhưng mà mình cho em thêm cái thông số được không, em xem coi là cái form đó mình mặc lên đẹp hay không. Đó, quan trọng mình không chỉ là vừa mà mặc lên đẹp hay không nữa, nên là mình cho em thêm sức đo nha, để em kiểm tra thử nha. Giờ lên cái đầm cam vest nè, đẹp. Đầm này là chất atacy kim tuyến nè. Ánh kim, atacy ánh kim.
Rồi đây, lên cho các chị mình luôn. Siêu phẩm nha, chờ em một chút. Mã này là 1313. Đây cả nhà ơi, đầm này cổ đổ nhá. Chị ơi đừng chị Hương Phạm đừng comment mẫu đang đầm đang mặc mà mình comment mã giùm em, vừa nãy là 1292. 1292 đó chị, mình comment mã giùm em nha. Mẫu đang mặc trên người đây là DA 1313. Và hôm nay sale luôn cho các chị mình nha. Đâu để em phối thêm cho mình một cái phím tay cầm. Đi tiệc rất là sang, cổ độ nè, đẹp không? Đó. Chị nào mình ưng mẫu này nhanh tay nha. DA 1313 cả nhà ơi, xuất sắc chưa nè. Mẫu đầm này chị nào ưng đặt liền, giá hôm nay sẽ sale cho các chị mình luôn. Chỉ có 299, hết chương trình sale mình mua là 390.000 đồng dùm em. Và hôm nay nếu các chị đặt ngay bây giờ sẽ được chốt luôn, chỉ còn là 299.000 đồng mà thôi. Chất vải của nó là chất Ataxi ấm kim, có co giãn cực kỳ là nhiều. Phần eo có được may ngang nhưng vẫn không hạn chế độ co giãn của chất vải nha. Co giãn rất là tốt, 40kg đến tầm 65kg mặc vừa mặc đẹp. Còn nếu như các chị nào tầm khoảng 67-68kg thì nhớ cho em thêm số đo để bên em kiểm tra coi là mình mặc đẹp hay không nha. Tại vì thực sự là mẫu này thì 67-68kg vẫn vừa đó. Nhưng mà cho em thêm thông tin nữa đi, bên em xem coi mình mặc ok không thì bên em sẽ tư vấn chọn size cho mình nha. Mẫu em đang mặc trên người nè, nếu mà tầm trung bình em tính tầm trung bình thì tầm 65kg trở xuống thì mặc ok đó. Rồi trung bình 1m6 và 65kg trở xuống mặc ok luôn nha. Giá em sale là 299k. Màu cam đất một màu duy nhất thôi. 1313 kèm số điện thoại. Các chị đặt cho em là 1313 kèm cho em số điện thoại, em chịu hàng. Chỉ có 299k. Thiết kế cổ độ rất là sang. Trời ơi form này xuất sắc thực sự các chị ơi. Mặt trong của nó mịn lắm nha. Mặt trong mịn và êm nên là khi các chị mặc lên người không những chị đẹp về bề ngoài mà các chị mặc lên người còn rất là thoải mái nữa cơ. Nhất là những chất vải mà có ánh kim kim tuyến là bên em tuyển rất là kỹ nha. DA 1313 và giá này sale chỉ có là 299.000 đồng mẫu đầm này. 299k đầm này là trẻ tuổi hay trung tuổi đều có thể mặc được nè. Trẻ tuổi hay trung tuổi đều có thể mặc được hết nha các chị. Rồi chị nào mình thích mẫu này lên đơn liền dùm em chịu hàng luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi. 1313 và kèm cho em số điện thoại luôn. Nhanh nha các chị. Chỉ có trên line này thôi các chị sẽ được chốt với giá là chỉ có 299.000 đồng. Nhanh tay cả nhà ơi, màu cam đất dễ mặc vô cùng. Da trắng, da ngâm mình đều có thể mặc được. Cam đất là da trắng, da ngâm đều có thể mặc được hết. Ai lấy mẫu này các chị mình đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha, để em chịu hàng chị sai liền chia lại cho các chị. 1313 nha, ok này. Chị Ngọc Trâm em chốt đơn 1313 cho chị nè. Chị Thúy Hằng em chốt 1313 cho chị nè. Chị có giá là 299.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. 299k mẫu đầm em đang mặc trên người. Ai lấy mẫu này thì các chị cứ comment ngay bây giờ cho em luôn là mã hàng nè, với số điện thoại em chốt đơn. 1313 nha, xuất sắc quá các chị ơi. Vải này mặc rất là êm, lên phong chuẩn phong, vải co giãn cực kỳ nhờ nhiều nè các chị nhìn nè. Đó, thoải mái lắm, không có sợ chặt gì hết trơn cả nhà ơi. Ưng mẫu này các chị lên đơn liền dùm em nha. 1313 và kèm cho em xin hỏi luôn. Rồi ok nè, chị Thanh Huyền em chúc 1313, chị Kim Phượng em chúc 1313 cho chị nha. Giá em sale cho mình luôn chỉ có là 299k. Nhanh tay mình lên đơn liền, em chúc sale cho các chị mình luôn. 1313 kèm cho em xin hỏi nha. Rồi chị nào lấy mẫu này đặt liền nha. Nhanh tay nha cả nhà ơi. Rồi xong chưa cả nhà ơi, chuẩn bị em sẽ qua thêm cho mình một mẫu đầm khác nha. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt hàng sớm giúp em luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo nha. Mẫu nào các chị nhanh tay nha.
Rồi đợi em một chút xíu nha, em chuyển qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nữa đây. Mình nhớ chia sẻ like giùm em luôn trên tường nhà vào nhóm nha cả nhà. Rồi ở đây em sẽ có thêm cho mình một cái mẫu đầm này nữa nè. Màu cũng rất là đẹp luôn nha. Đợi em vài giây em mặc cho các chị xem thử. Để em vài giây nhé. 1309. Chị nào ưng mẫu nào các chị đặt liền giùm em nha, em chịu hàng chịu xa nha. Mẫu tiếp theo ở đây là 1309 này cả nhà, ngắm giùm em, đầm này mặc sang xịn sò luôn. Cái chất của nó là chất chất này là chất polyhaya, chất polyhaya luôn. À, đầm tím ở phía đằng sau hả chị, giá là rồi đầm tím nào, đầm ren hay là đầm hoa chị? Tím hoa hay tím ren chị ơi? Tím hoa hay tím ren nha, có hai cái tím kế bên nhau luôn. Rồi bây giờ đầm em đang mặc trên người nha, chị nào ưng đặt liền nè. Mẫu này em sale luôn 299k thôi. Chỉ có 299k thôi là các chị săn được cái mẫu đầm này rồi. Rồi mã sản phẩm này là DA, chờ em một chút nha, 1309. Rồi 1309 ren hả chị? Rồi đợi em một xíu, tí nữa em mặc rồi em giới thiệu luôn nha. Rồi đầm em đang mặc trên người, chị nào ưng đặt liền cho em nào. Xịn sò luôn. Đó, các chị nhìn cho em cái chất và cái màu sắc coi đẹp chưa. DA1309. Ưng mẫu này các chị nhanh tay nha. Và giá ngày hôm nay shop sẽ sale cho mình chỉ có giá là 299.000 đồng mà thôi. Và hiện tại bên em đang có cho mình đủ size luôn MLXL và 2X. Các chị nhìn giùm em nha, thiết kế bên em may là sẽ là cổ là đắp chéo qua. Và đây em sẽ là đính kèm cho mình một cái phần cài áo ở đây, nhìn rất là sang luôn ha. Và em đính liền luôn nha, cái này em đính liền luôn. Rồi ở đây nó xếp ly vuông nè cả nhà, che bụng rất là tốt, dây khóa kéo đằng sau. Và vải này là chất polyhaya, chất polyhaya này vải rất là xịn, cái mặt trong với mặt ngoài nó y chang nhau các chị. Nè em thử dỡ cho các chị mình xem. Nên là với cái vải này nó dày dặn sẵn rồi, em sẽ chỉ cần may một lớp, không cần may hai lớp nha. Nè các chị thấy không, mặt trong mặt ngoài y chang nhau, vải bao xịn luôn. Hàng này em may là để xuất khẩu mà, nên là các chị yên tâm, đến tay các chị là hàng chất lượng luôn. Mã sản phẩm em đang mặc trên người đây là 1309, dám chốt cho mình là 299k. 299k mẫu đầm em đang mặc trên người. Ai lấy mẫu này các chị mình đặt tiền giùm em 1309 và kèm cho em xin hỏi nha. 1309 và kèm cho em xin hỏi, em chốt sale ngay bây giờ cho các chị mình chỉ có là 299.000 đồng mẫu này. 299.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Ưng ý mẫu này các chị mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em là 1309 kèm xin hỏi nha, màu đẹp quá. Và mẫu này em có đúng một màu duy nhất luôn, không có màu khác luôn nha chị nha, không có màu khác luôn. Rồi chị nào mình thích mẫu đầm này tranh thủ nào cả nhà ơi, lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Và để lại đúng cú pháp cho em luôn là mã hàng nè, và kèm cho em điện thoại này, em chịu hàng chịu size DA1309. DA1309 và kèm cho em điện thoại. Chị nào mình thích mẫu này đặt hàng thì giùm em ngay bây giờ để em chịu hàng chịu size. Nhanh tay nha cả nhà ơi, siêu đẹp luôn. 1309 và kèm cho em điện thoại nha. Đó, ưng ý mẫu này thì các chị nhớ lên đơn liền luôn. Cái chất này nè, nó không có nhăn nhò và đồng thời nó sẽ co giãn, dày dặn nha, và có co giãn và lên form rất là chuẩn form cho mình luôn. 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào ưng mẫu này đặt liền dùm em. Mẫu nào chị Mai đang ơi, mẫu em đang mặc thì là còn hàng đó. Mẫu này em có đủ size luôn MLXL và 2X, các chị cứ lên đơn em chốt nha. Mã đầm này của em là DA1309, nhanh tay lên cả nhà ơi, đẹp ha. Cái phần cổ nè, bên em sẽ may á, đó là sẽ là đắp chéo qua như thế này. Nếu mà chị nào mà thích cái phần cổ này mà nó còn kín hơn nữa, tùy ý mình, mỗi chị mỗi thích mỗi sở thích mà, thì bên em sẽ may đắp chéo trước như vậy. Rồi chị nào mà thích cổ cao hơn á thì mình tự tùy chỉnh được, mình có thể đính lại cho em, đính chị lại cho em cũng được. Còn không thì cái form này thực sự là nó cũng không có hở đó, nó vừa phải. Rồi mà cái này là nếu mà chị đã thích cao hơn thì mình tùy chỉnh thôi, còn không khỏi cũng được. Đó, đẹp ha, cái màu này nhìn sang dễ sợ chưa. Cái này, cái cài áo này là em đính liền luôn nè. Đó, các chị thấy không, xinh không. Rồi, mẫu đầm này em chốt sẽ là 299, với mã sản phẩm là 1309 nha. Ai lấy mẫu này, các chị đặt liền dùm em 1309 và kèm cho em xin hỏi. Nhanh tay nha cả nhà, dây khóa kéo đằng sau nha.
Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt liền giùm em DA1309 và kèm cho em xin hỏi luôn. Rồi xong chưa cả nhà ơi, tranh thủ mình lên đơn nha. Tranh thủ mình lên đơn hàng liền giùm em, đừng đặt trễ quá, hết chương trình sale rất là tiếc luôn. Chỉ có giá là 299.000 đồng khi các chị lên đơn ngay bây giờ. Và lưu ý giúp em, khi hết chương trình sale em bán lại là 390. Hết chương trình sale bán lại đồng này là 390. Còn nếu các chị đặt hàng ngay bây giờ thì các chị sẽ được chốt luôn là giá chỉ có là 299.000 đồng mà thôi. Thì tùy mình, chị nào mà mình thích mẫu này các chị mình săn luôn đi sẽ được giá sale luôn 299k. Mẫu đồng này đảm bảo luôn, chị nào đặt trễ chắc chắn hết. Chắc chắn sẽ hết rất là mau. 1309 hiện tại em đang em thấy là rất là nhiều đơn đặt hàng mẫu này luôn á. Rồi mặc dù là em chỉ mới like đây thôi, em mới like một ngày thôi mà hôm nay là đơn rất là nhiều rồi. Dạ đầm em đang mặc đủ size chị Mai Đăng. Có hàng thì em mới mặc nha, chứ mà không có hàng là em giấu đi rồi. Đầm này em đang có hàng, vẫn có đủ size mẫu mới mà cả nhà. Giá bán là 390, hôm nay trên live em sale là 299k. 299k mẫu đầm này, mã sản phẩm 1309. Chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn hàng liền giùm em 1309 và kèm cho em sinh hoạt. 1309 và kèm cho em sinh hoạt, em chuyển hàng chỉ có giá là 299.000 đồng. 299k đầm em ra mặt cho người. Nhanh tay nha cả nhà ơi, lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Để lại cho em đúng cú pháp là mã số sản phẩm nè, với sự hiện hữu chốt đơn, màu này đẹp quá trừng sang ha, chuẩn form cực kỳ luôn. Rồi chị nào ưng đặt liền giùm em 1309 nha. Ok chị Mai Thi, em chúc 1309 cho chị luôn nè. Chỉ có 299k mẫu đầm em ra mặt trên người, 40kg đến 65kg là vừa. Ưng mẫu này các chị mình lên đơn liền giùm em 1309 kèm số điện thoại. Xuất sắc thực sự luôn nè, các chị nhìn giùm em coi đẹp ha. Rồi chị nào mình lấy đặt liền giùm em ngay bây giờ nha. Đây giấy phiếu cái dây khóa kéo đằng sau cho các chị mình đây. 40kg đến 65kg vừa ưng ý mình đặt liền nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ lên đầm ren màu tím. Nãy có chị hỏi ren tím nè. Ren tím này là hot lắm đó. Vừa đợt trước là em may mấy đợt hàng luôn á các chị ơi. Hôm nay thì đợt này em hết vải rồi, còn bao nhiêu bán bấy nhiêu nha. Đợi em một chút xíu em sẽ mặc lên cho cả nhà xem thử. Ưng mẫu nào các chị đặt hàng sớm giùm em là mã hàng và kèm số điện thoại em chốt đơn nha. Rồi bây giờ em lên mẫu tiếp theo. Dạ 60kg vừa nha chị Mai Đăng. 60kg là mình dễ mặc, 60kg mình mặc tầm size XL, hoặc là nếu mà kỹ hơn cho em thêm chiều cao cân nặng số đo vòng eo bên em tư vấn size. Mẫu tiếp theo là 1250 nha cả nhà. Rồi ok, đủ size ML XL 2X 1250. Và hiện tại mẫu này mỗi size của em còn có mấy cái mà thôi. Và hôm nay em sale luôn còn 229k. 229.000 đồng mẫu đầm này, mã sản phẩm là 1250. DA1250 nha, chị nào lấy đặt liền giùm em luôn. 1250 kèm cho em xin hỏi nha. 1250 kèm cho em xin hỏi, em chốt sale ngay bây giờ cho nhà mình chỉ có 229. Một tím nha các chị, cũng phải một xanh nha. Và có túi hai lớp cho các chị lên form rất chuẩn form. Rồi hôm nay em sale luôn 229k. 229k bộ đầm này, mã sản phẩm là 1250. Ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng sớm ngay bây giờ cho em nhé. 1250 kèm số điện thoại, màu đẹp quá nè các chị. Dây khóa kéo đằng sau, phía bên trong là có lớp lót thun bông lông cho mình luôn. 40kg đến tầm khoảng là 65kg là một mặt vừa. Form lên rất là chuẩn form, đẹp từ lớp lót thun cotton cho đến lớp vải bên ngoài nha cả nhà. Đó, các chị nhìn giùm em, từ lớp lót thun cotton bên trong đến lớp vải bên ngoài rất là đẹp, rất là xịn sò luôn. 229.000 đồng thôi. Hôm nay là các chị được ưu đãi giá sale nha, chứ bình thường thì các chị mình mua rồi mình biết mà giá cao hơn nhiều. Hôm nay là chốt luôn còn có 229. Ai lấy mẫu này các chị comment ngay bây giờ cho em luôn là mã số sản phẩm nè, với số điện thoại cho em nè. Rồi mã hàng và kèm cho em xin hỏi này, em chuyển hàng chữ size liền trên like cho các chị mình luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi. Mã sản phẩm này là DA1250. DA1250 và kèm số điện thoại nha các chị ơi. 1250 và kèm số điện thoại, em chốt sale luôn 229. Màu tím nha các chị. Và màu tím này là rất dễ mặc luôn á. Da trắng, da ngâm, mình mặc được hết.
không có sợ bị kén da nhá. Rồi không phong này thì che bụng tốt, không có sợ bị kén dáng luôn. Ân mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng cho em là DA1250 và kèm chấm điện thoại em chốt sale chỉ có 229k mà thôi. Nhanh tay nha cả nhà ơi, lên đơn hàng ngay bây giờ em chốt đơn 1250 kèm chấm điện thoại. 1250 kèm chấm điện thoại trừ hàng nào. Rồi ok chị Thắm Nguyễn em chốt 1294 cho chị nha. À, bộ mẫu màu nâu. Sao chị Mai Đăng ơi, mẫu nào? Chị ơi bây giờ này chị đặt mẫu nào chị cho em cái mã số nha. Chứ bây giờ mình comment và em like đấy mà em còn không biết mình hỏi mẫu nào luôn á. Là mình nên là tư vấn viên là bó tay luôn. Tư vấn viên không biết chị đặt mẫu nào luôn. Rồi chị cho em mã được không? Rồi ok 99k đúng không? Bây giờ em sẽ lên hàng 99k tiếp theo cho nhà mình săn nha. Rồi chia sẻ đi các chị ơi, chuẩn bị em lên đầm 99k cho mình săn đây. Chị nào mình thích mẫu nào thì cứ lên đơn liền giùm em chốt đơn nha. Rồi bây giờ tiếp tục nè, lên thêm cho mình một mẫu đồng khác. Ai lấy mẫu nào thì các chị comment cho em là mã số sản phẩm nè và kèm cho điện thoại em chốt đơn hàng cho mình ạ. Rồi đợi em một chút nha, lên cho mình một mẫu đồng tiếp theo. Mã đồng tiếp theo đây cả nhà ơi. Rồi 99k lên sàn đây. Rồi bây giờ chị nào săn 99k chia sẻ liền dùm em nha. Chia sẻ liền dùm em tại vì cái này là lỗ vốn rồi đó. Rồi ok, đủ size luôn. Không phải là chỉ có một cái, hai cái đâu, mà cái này em có đủ size, có số lượng. Các chị cứ chia sẻ là có đơn, cứ chia sẻ là có đơn. Đầm em đang mặc trên người, mã là. Các chị chia sẻ xong cho em báo mã nè. Đủ size luôn. Rồi, mã này là 1241. Các chị lên đơn cho em liền nha. DA1241 em sale có 99k, các chị không nghe nhầm giá đâu. Em sale hôm nay là 99 là sale lỗ luôn á. Cái này là nhớ chia sẻ nha. Ưu tiên là em chị nói chung là mẫu 99k em chốt cho chị nào có chia sẻ like. 99k thôi nha cả nhà. Cho em mã hàng chị Mai Đăng ơi. Cho em mã hàng nha, chị comment vậy là mấy bạn không biết mình đặt mẫu nào đâu, em cũng không biết luôn. Đầm em đang mặc trên người đây là DA1241. Ví dụ chị nào mà thích mẫu này các chị đặt cho em 1241 kèm cho em số điện thoại. Đó là mấy bạn biết liền mình chọn mẫu nào. Trường hợp không nhớ mã chụp màn hình nha các chị, không nhớ mã chụp màn hình lại dùm em. Đó gửi qua tin nhắn để mấy bạn chốt đơn nha các chị ha. 1241 99k. Phải có mã, thứ nhất là có mã, hoặc là không có mã thì có số điện thoại dùm em. Ok, không có mã thì có hình dùm em nha để mấy bạn chốt nha. Đằng này em sẽ sale luôn, chỉ có giá 99k thôi. Dạ không, chia sẻ là 249 nha chị Hương, chị Sư Hương nha. Chia sẻ là giá 99k, chia sẻ rồi là 99k, chưa chia sẻ là 249k. Giống như tại shop bây giờ các chị đến shop mua lần này cũng là 249. Đó, còn bây giờ trên live mình chia sẻ cho em 3 lần, em chốt cho mình 99 luôn. Em sale lỗ 4 luôn, chị nào mình ưng mẫu này đặt liền giùm em. DA1241 và kèm cho điện thoại nào. 1241 và kèm cho em điện thoại 99k đầm em đang mặc, nhanh tay nha cả nhà, rất rẻ luôn. Cái này là lỗ luôn rồi các chị ơi. Và anh này là lụa hàng. Lụa hàng là các chị mặc nó rất là mát nha. Vừa mát nè, vừa ê nè, vừa có co giãn cho mình. Đây, em test vào cho mình xem nó có co giãn nè, chiều dọc với lại chiều ngang vẫn là sẽ đảm bảo có co giãn luôn. Rồi 99k, một màu duy nhất thôi, không có màu khác nha. Màu này là dễ mặc, lên da rất là trắng nha. Da trắng da ngọc mình mặc được hết cho em luôn nha. 1241 và kèm cho em số điện thoại nào cả nhà ơi. 1241 và kèm cho em số điện thoại em chốt sale ngay bây giờ cho các chị là chỉ có 99k mẫu đầm em đang mặc trên người. Mình ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. DA1241 và kèm cho em số điện thoại nha. 99k mẫu đầm này. 99k mẫu đầm em đang mặc nha. Chị Thanh Loan em chốt cho chị nè, 1241 nè. 1241 và kèm cho em số điện thoại luôn. Chị nào mình thích mẫu này thì cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha. Rồi ok nè, chị Ngọc Loan em chốt đơn, chị Thanh Hương em chốt đơn 99k nè. 1241 nha các chị ơi, rất là đơn giản để săn được đầm 99 bên shop em đúng không? Nói chung là chỉ cần có chia sẻ thôi. Chỉ cần có chia sẻ thôi là sẽ được chốt đơn nha cả nhà ha. Chia sẻ dùm em nha, 3 lần trên tường nhà vào nhóm dùm em chốt đơn hàng cho mình. Đầm này với giá chỉ có là 99k thôi nha các chị. Mã sản phẩm này là DA1241. Đầm có túi hai bên. Ở đây là em cao 1m62. Form đầm này sẽ dài qua cổ như thế này nha. Vậy chị Mai Đăng ơi, mình quên mã, bây giờ cũng không có hình thì mình miêu tả dùm em cái mẫu đó là mẫu nào nha. Rồi rồi vậy thì giá của nó là 200, nếu mà chưa chia sẻ là giá 249k chị Sư Hương nha. Còn chị nào mà mình chia sẻ rồi là được chốt giá 99k.
Nói chung á, chia sẻ nó rất là đơn giản cả nhà ơi. Mình chia sẻ mình không mất gì hết mà còn có quyền lợi cho mình. Ở bên góc màn hình nó có nút chia sẻ sẵn đó, các chị mình cứ nhấn chia sẻ thôi là được, đâu có gì đâu, đúng không ạ? Rồi bây giờ ai lấy mẫu này các chị nhanh tay DA1241 giá em sale luôn là 99k. 99k mẫu này nha. Và chị nào mình xanh mẫu này rồi, ráng mình theo dõi mình xem còn mẫu nào mình ưng nữa không. Mình gộp đơn thêm giùm em giao một lần cho mình luôn nha. DA1241 99k. 1241 giá 99k nha cả nhà. Rất là đẹp luôn nhá. Đó, cổ tròn tay ngắn là họa tiết hoa bản to cho mình. Và đầm này là dây khóa kéo đằng sau, có túi hai bên luôn. Chất lụa hàng này khi các chị mặc lên người nó rất là mịn, êm và mát nha. Mịn, êm và mát, rất là dễ chịu. Sale với giá là có 99k mà thôi. 1241 và kèm cho em số điện thoại nào. 1241 nha. Chị Hà Nga ơi, chia sẻ dùm em và kèm thêm cho em số điện thoại để em chốt đơn nha. 99k đầm em đang mặc trên người. 1241, 99k. Ok nè, chị Thanh Châu, 1241 chốt cho chị là 99k nè. Ai lấy mẫu này thì các chị comment điền dùm em là mã số sản phẩm nè với số điện thoại chốt đơn 1241 và kèm cho em số điện thoại nha. 99k đầm em đang mặc trên người và trong tầm từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình thích mẫu này thì cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. DA1241 và kèm cho em số điện thoại nha. 1241 99k cả nhà ơi, quá rẻ đúng không? Nhanh tay nào cả nhà ơi, 1241 cho chị Tường Vi, 1241 cho chị Thu Hồng, 1241 chị Nevimo sale giá 99k. Rồi chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay nha cả nhà ơi, chốt ngay bây giờ em chịu hàng chưa sai. Chị Hà Nga ơi, thiếu nụ chia sẻ rồi chị, em chưa chốt được, chị chia sẻ dùm em chị Hà Nga nha. Rồi 1241 99k nhanh tay lên đơn liền dùm em nha. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nữa đây. Ai lấy mẫu nào các chị đặt sớm dùm em, cho em cái mã số và kèm trên điện thoại nha, em chốt đơn hàng cho mình nè. Rồi bây giờ nè, để tiếp tục nha, em sẽ lên cho mình thêm một cái mẫu đầm này. Ôm body đuôi cá. Trời ơi, đẹp nha. Đẹp nha các chị ơi. Trời ơi, mẫu đầm này chăm tay luôn. Chờ em một chút xíu. Ai thích mẫu nào cứ lên đơn hàng để dùm em nha. Mẫu tiếp theo là 1326. Đẹp lắm luôn nè. Đây các chị ơi, đầm tiếp theo của em đây là 1326 nha. Đây em chỉnh lại cái hình cổ. Rồi mẫu đầm này em sẽ có cho mình là 4 size ML, XL và 2X luôn. ML, XL, 2X có hết nha. Chị Thủy Tiên là 1241 chốt nè. Chị Hồng Diễm 1241 vừa nhưng mà chị chưa chia sẻ, mình chia sẻ dùm em nhá. 1241 chị Huyền Bích chia sẻ dùm em và kèm số điện thoại dùm em. 1249 hả chị, 1249 em chưa có mặt này, để tí nữa em lên nha. Rồi bây giờ các chị ơi, ai chưa chia sẻ mình chia sẻ dùm em nhá. Mẫu đầm tiếp theo của em đây là 1326. 1326 nha các chị. Rồi một cái mẫu đầm ôm body đuôi cá. Chị Phương Trần ơi chia sẻ dùm em nha chị. Trời ơi em lỗ vốn rồi các chị ơi, các chị nhớ chia sẻ dùm em nha. Rồi mẫu tiếp theo DA1231326. Đây các chị ơi, tranh thủ lên đơn liền nha. DA1326 và kèm ngay cho em số điện thoại nào các chị ơi. Ngày hôm nay shop mang đến cho mình một siêu phẩm DA1326 này với chất Atasi kim tuyến nha các chị ơi. Hàng này hàng cao cấp luôn. Hàng này hàng cao cấp luôn, các chị nhìn kỹ dùm em đi. Các chị cứ nhìn kỹ dùm em nè. Trời ơi đẹp chưa? Kim tuyến này nó có những cái họa tiết nè. Và mẫu đầm này nếu mà bình thường các chị mua sẽ là 390, còn trên line này các chị được chốt luôn là 299k. Các chị được chốt luôn là giá 299k. Đây có nút ngọc trai cho mình. Dây khóa kéo là đằng sau. Mã đầm em đang mặc trên người là 1326. Chị nào lấy đặt liền giùm em ngay bây giờ để em chốt sale luôn cho các chị mình nha. Chị có giá là 299k. Các chị ơi co giãn nha, rất dễ chịu. 40kg đến 65kg mặc thoải mái luôn. Đuôi cá vạt xéo cho mình, đi lại rất là duyên dáng, đồng thời là đứng lên ngồi xuống hay đi lại chạy nhảy vô tư, không có bị chật, không có bị gò bó nha cả nhà ha. Xuất sắc chưa nào? Chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn liền giùm em.
1326 và kèm theo xin hỏi luôn. Siêu phẩm nha các chị ơi, nhanh tay mình lên đơn liền dùm em chuyển hàng chưa sai nha. Rồi, các chị ơi để đặt hàng mình comment mã kèm xin thoại, không nhớ mã mình chụp màn hình lại dùm em nhé. Rồi, đầm xe tiếng nữa sẽ lên nha cả nhà. Rồi, đầm em đang mặc trên người đây là 1326 nè, các chị nhìn kỹ đi. Nó sẽ có những cái phần họa tiết nè, sọc sọc như thế này nè các chị. Đó, nếu mà nhìn sang nhiều khi không rõ, nhìn gần nè. Bởi vậy mẫu này và các chị nhìn bên ngoài sẽ đẹp hơn trên live rất là nhiều. Đầm này em có một màu duy nhất nha, và sale hôm nay cho mình chỉ có là chỉ có giá là 299k. 299k mẫu đầm em đang mặc trên người. Nhanh tay mình lên đơn hàng liền giùm em 1326. 1326 và kèm trên điện thoại nha. Rồi cái mẫu đó màu gì chị Thu Vân ơi? Rồi đầm em đang mặc trên người 1326, chị nào lấy nhanh tay giá em chốt cho mình 299. Hết chương trình này là mình mua là 390 giùm em, còn đặt bây giờ các chị sẽ được chốt là 299k nha. Xuất sắc quá chừng luôn nè cả nhà ơi. Ưng mẫu này các chị lên đơn hàng liền giùm em nha. Vải này là có co giãn 4 chiều luôn. Mặt trong rất là êm cho các chị mình nha. Mặt trong rất là êm và mịn luôn, mặc thoải mái lắm. Trời ơi, mẫu này mà không mua thì các chị mua cái gì đây các chị ơi? Đẹp như thế này cơ mà. Có 299k là quá rẻ một cái mẫu đầm đi dự tiệc. Các chị nhìn cái vải thôi, các chị biết là em nhập về giá thành rất là cao rồi. Vải này em nhập về giá thành rất là mắc tiền nha các chị. Hàng này hàng mắc tiền luôn á. Mà em sale hôm nay có 299 à. Em sale hôm nay có 299 là siêu rẻ. Mai mốt mà các chị thấy em báo giá 390 là đúng rồi nha. Đó, các chị thấy em báo giá 390 là đúng rồi. Còn hôm nay là em sale ưu đãi, lấy tương tác ở trên live giá là 299. Chị nào mình thích mẫu này các chị đặt ngay bây giờ cho em là DA1326 1326 và kèm theo số điện thoại nha. 1326 và kèm theo số điện thoại em chịu hàng giá em chốt ngay bây giờ cho mình chỉ có là 299.000 đồng. 299.000 đồng thôi, đuôi cá ha, đẹp quá chừng luôn nè, siêu phẩm bên em. Mẫu này các chị lên đơn liền, thực sự nhiều khi suy nghĩ sao mà shop sale rẻ thế không biết nữa các chị. Thực sự với vải này nè, ở bên ngoài nếu mà các chị mua được nha, chắc chắn phải gấp 3-4 lần. Một cái đầm như vải như thế này ở bên ngoài thị trường các chị mua là phải gấp 3-4 lần. Hôm nay các chị đến với shop em là hôm nay là nhiều khi các chị mua rồi các chị không còn muốn mua những cái shop khác luôn á. Hàng là hàng chất lượng, vải nhập trực tiếp từ hàng công ty nước ngoài về đây, có sự may riêng, may lên thành phẩm vừa bán tại Việt Nam vừa xuất khẩu cho mình, đảm bảo 100% hàng đến tay các chị là hàng chất lượng, hàng xịn sò luôn. 1326 nhanh tay nha cả nhà ơi, cái này cố gắng đặt liền kẹo hết nha, đẹp lắm, sang lắm luôn. Có 299k là sang được rồi. Sắp tới em tăng giá là các chị đừng buồn nha. Nè em thông báo trước đã, sắp tới tăng giá đó nha. Còn bây giờ ai mà mình muốn đặt giá này thì các chị đặt liền đi. Có 299k, đầm chất Atashi kim tuyến mà giá này là quá rẻ cho một mối tình luôn á. 1326. 1326 kèm điện thoại nhanh tay nào cả nhà ơi. 299k mẫu đầm em đang mặc trên người. 299k mẫu đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1326. 1326 và kèm cho em xin hỏi luôn. Rồi chị nào mình ưng mẫu này cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn, làm mã số sản phẩm nè với xin hỏi chút đơn 1326 và kèm cho em xin hỏi nha. Đẹp đẹp xuất sắc luôn, trời ơi các chị ơi, từ chất cho tới form, từ chất cho tới form. Và mẫu đầm này là có đúng một màu duy nhất thôi nha, không có màu khác đâu. Đó, ai ưng mẫu này đặt liền, co giãn nhiều lắm, vô tư luôn. Các chị không có sợ bị chặt eo, chặt bụng, chặt gì đâu các chị ơi. Tại co giãn nhiều mà, thoải mái luôn. Chỉ có là 299k khi các chị lên đơn ngay bây giờ. Hết chương trình sale mình mua là 390 giùm em. Các chị ơi, chị nào đặt trễ hết chương trình sale đó là 390 các chị là đúng rồi đó. Còn các chị đặt bây giờ sẽ được chốt là 299.000 đồng, mã sản phẩm 1326. 1326 kèm số điện thoại liền, em chốt đơn hàng cho mình. Đẹp tuyệt vời như thế này mà bỏ lỡ quá uổng. Bỏ lỡ là quá uổng luôn đó các chị ơi, nhanh tay nha. 1329 và 1326. 1326 nha các chị, không nhớ mã mình chụp màn hình lại giùm em nha. Chỉ có 299k thôi nha. Đầm nền tím có bông, đầm tím có ok chị nha, dễ sẽ mặc đầm này nha. Đây, đầm tím có bông nè. Ai lấy mẫu nào các chị comment cho em là mã hàng và kèm theo điện thoại, em chốt sale nha cả nhà ha. Rồi, đợi em một chút xíu, chị nào mình thích mẫu nào lên đơn hàng thì giùm em ngay bây giờ nha cả nhà nha. Rồi, mẫu tiếp theo lên sàn luôn. Đây, đầm màu tím.
1326, ok chị Hằng Hằng. Rồi bây giờ nha, em lên cái đầm màu tím này ha. Mẫu đầm này thì em sẽ có cho mình là 1293. Một hai chín ba nha. Trời ơi, cái tím này xinh quá ha cả nhà. Mẫu này là trẻ tuổi, trung tuổi mặc được hết nè, dễ thương. 1393, 1293. Xinh quá các chị ơi. DA1393. Rồi, chị nào lấy đặt liền giùm em 1293 chứ em nhầm mã rồi. 1293. 1293 nha cả nhà. DA1293 và kèm cho em số điện thoại liền nha các chị. 1293 kèm số điện thoại giùm em. Giá hôm nay được sale chỉ có 299. Hết chương trình là mình mua là 390. Còn đặt ngay bây giờ là sẽ được chốt còn có 299 mà thôi. Đây là vải lụa mango. Lụa mango là êm, mềm, mịn mát đó, có co giãn, không có nhăn nhầu. Mà cái màu này xinh quá các chị. Dễ thương ha. Cái màu này dễ thương thực sự luôn. Cái mẫu này là da trắng, da ngâm mặc được hết. Và các chị nào trẻ tuổi và các cô trung tuổi đều mặc được. Đầm em có may túi hai bên nè. Rồi ở đây nó có phần cổ này, nó có phần dây rút cho mình nè. Đó, thắt nơ vô xinh ơi là xinh. Phải lụa mango nha. Mẫu đầm này em chốt sale luôn cho mình. Chỉ có giá là 299.000 đồng. 299.000 đồng. Mẫu đầm này mã sản phẩm 1293. 1293 và kẹp cho xinh hỏi luôn. Nhân tay nha cả nhà ơi. Ở đây là em cao 1m62. Thì cái form này nó sẽ mặc là dài là che đầu gối cho mình. Nó vừa phải, nói chung với mẫu này thì các chị trẻ tuổi, các cô, các chị cao này, các chị có chiều cao khiêm tốn, mình đều có thể mặc được nha. Rồi sale luôn cho mình với giá chỉ có là 299k mẫu đầm em đang mặc trên người. Rồi chị nào ưng đặt liền giùm em. Nhanh tay nha. Gì đó. Rồi giá sale là 299k mẫu đầm em đang mặc trên người. DA1293 và kèm cho điện thoại liền nha. Cái mẫu này rất dễ mặc luôn. Đi tiệc, đi chơi, đi dạo phố, đi du lịch đều được nha cả nhà ha. Rồi phía đằng sau là dây khóa kéo nha các chị. Phía đằng sau là dây khóa kéo nè. Đó. Eo em xì 62 nên là mặt nó hơi rộng. Đấy, cái chị mặc vừa form đẹp hơn em nữa. Với lại mẫu này nó được cái là nó sẽ giấu bụng tốt nha các chị. Ai có bụng là không lao động bụng luôn. Đầm này của em với mã sản phẩm là DA1293. Sale luôn trên line này với giá chỉ có là 299.000 đồng thôi. 299k mẫu đầm này. Chị đang lấy mẫu này các chị đặt liền giùm em ngay bây giờ nha. Quá xinh luôn ha. Nhanh tay cả nhà ơi. Lên đơn hàng liền em chốt sale nha. 1293 và kèm cho em số điện thoại luôn nè. 1293 và kèm cho em số điện thoại chốt sale giá là 299. Ok chị Nguyễn My em chốt cho chị nào 1293. Chị Thanh Lên em chốt 1293 cho chị nha. Dễ thương quá nè các chị ơi. Mẫu này nhanh tay thì mình đặt liền giùm em nha. Rồi hết chương trình sale là 309. Còn các chị đặt đây bây giờ sẽ được sale là chỉ có 299.000 đồng mà thôi. Chị nào mà mình thích mẫu này các chị lên đơn liền giùm em nha. Lụa mango ấy thì các chị cứ yên tâm cho em hoàn toàn luôn. Là vải này các chị mặc nó mát lắm. Với lại thứ hai là các chị mặc nó không có nhăn. Thứ ba là nó sẽ có co giãn nha. Mặc dù không nhiều như những cái chất thun đó, nhưng mà nó sẽ là vẫn đủ để mình mặc thoải mái. Vẫn rất là êm ái dễ chịu cho mình. Và form này sẽ giúp mình dỗ bụng. Đầm này có túi luôn nha. Chị nào mình ưng đặt liền giùm em luôn. DA1293 chốt sale với giá chỉ có là 299.000 đồng. 299.000 đồng thôi, nhanh tay nào cả nhà ơi. Ok chị Ngọc Trang em chốt cho chị nào 1293. Chị nào mình thích mẫu này lên đơn hàng ngay bây giờ nha. Lên đơn hàng ngay bây giờ em chịu hàng luôn. 1293 và kèm cho xin hỏi nào. 299k mẫu đầm này. 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Tranh thủ lên đơn liền giùm em nha. Tranh thủ lên đơn hàng liền dùm em ngay bây giờ, em chuyển hàng chị sai nha. 1293. Rồi ok nè, tranh thủ nha các chị ơi. Đây bây giờ em đang có đủ sai luôn. Em đang có cho mình đủ sai luôn nha cả nhà. Các chị cứ đặt hàng đi, rồi em sẽ tư vấn về sai cụ thể cho các chị luôn.
Đủ đủ size ML, XL, 2X, 40kg đến 65kg là mình mặc vừa. Ok chị Thanh Lan 1293. Ok này chị Tú Vi 1293. Rồi chị Thanh Hồng em có size nha. Chị nào ưng đặt liền giùm em. Ngay bây giờ để em chịu hàng 1293 và kèm cho em xin thoại nha. 299.000 đồng duy nhất trên livestream này. Duy nhất trên livestream này nha cả nhà ơi, nhanh tay nha. Hết chương trình là 390, còn đặt bây giờ sẽ được sale là 299.000 đồng. 299.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Rồi chị nào mình lấy mẫu này, các chị mình đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn, là mã hàng với xin thoại giùm em. Mẫu này là trẻ tuổi hay là trung tuổi mình đều có thể mặc được nha cả nhà, mà không có sợ bị kén tuổi, cũng không có sợ bị kén dáng, cũng không có sợ bị kén da, và mặc được nhiều dịp khác nhau, đi chơi, đi dạo phố, đi du lịch, đi ăn uống cà phê cà pháo mình đều có thể mặc được hết nha. Đầm này em sale luôn cho mình chỉ có giá là 299k mẫu đầm em đang mặc trên người. Nhanh tay mình lên đơn liền giùm em, 1293, 1293 nhanh tay cả nhà nha. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nha. Đợi em một chút xíu qua thêm mẫu khác ha các chị. Ai lấy mẫu nào các chị đặt sớm giùm em luôn. Rồi đợi em vài giây nha, em chuyển qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo. Chị nào mình thích mẫu nào lên đơn liền giùm em nha. À cả nhà ơi, hôm nay shop có một cái chương trình sale shop đối với mẫu đầm này nè. Một cái mẫu đầm ôm body đuôi cá nha. Đây để em lên cho các chị xem mẫu đầm này. Đầm đuôi cá DA1270 rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, đợi em trước nha. Mẫu đầm tiếp theo 1326 ok chị Hằng Hằng. Rồi, bây giờ đầm em đang mặc nha. Rồi, đầm tiếp theo của em đây là DA1270. Như có, trời ơi, đây đây nằm đi nè. Đây nằm nha. Nằm xuống, nằm xuống. Nằm xuống đi. Nằm đây nha. Đầm em đang mặc trên người đây là DA1270 nha. Đây, cho đây nằm nha. Rồi chốt sale liền trên line này luôn, 199k. Nếu như mà bình thường các chị mua sẽ là 299 đúng không? Hôm nay em chốt sale luôn 199k cho các chị với mã sản phẩm là 1270. Sale bất ngờ luôn, giá cực sốc 199k DA1270. Chị nào mình lấy mẫu này các chị mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha. 1270 với chất vải của nó là vải lụa mango, các chị mặc êm lắm, mềm mịn mát, rồi lại có co giãn nữa nha. Và đuôi cá bên em may thiết kế vạt xéo nè, các chị đi lại đứng lên ngồi xuống thoải mái, không có bị khó chịu, không có bị gò bó nha. Màu này thì dễ mặc, da trắng da ngầm mình mặc được hết luôn. 1270 sale ngay bây giờ cho mình chỉ có 199. Rồi nhanh tay nha. Đám mèo cưng quá hại chị rồi, cảm ơn chị Huỳnh Bích. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu đầm em đang mặc trên người nhanh tay. Vải này thì nó mềm lắm, nó mịn và nó mát và không nhanh nhọc. Tính ra đầm này là em chưa có ủi các chị. Đó, nói thiệt là các chị ơi, đầm này em chưa có ủi luôn á, mặc like cho các chị mình luôn á. Đầm này em sale luôn cho mình là giá chỉ có 199k, mã sản phẩm là 1270. Ơn mẫu này các chị lên đơn liền giùm em 1270 và kèm cho em xin hỏi nhanh tay nha cả nhà ơi. Sale với giá chỉ có là 199. Nếu như bình thường các chị mua sẽ là 299.000 đồng, thì ở trong livestream này các chị được săn sale luôn chỉ có là 199k mà thôi. Chị nào lấy đặt liền giùm em nhá. Đây hình cổ của nó rất là xinh, nó có đính cho mình ba cái nút ở đây nữa nè. Rồi hàng eo là chính xác luôn, hàng eo rơi đúng chuẩn vào phần nhỏ nhất của mình nha. Và từ đây thì nó sẽ may cho mình cái đường cong đây nha. Các chị mặc những cái vòng ba mình nó sẽ to hơn. Đó, đầm em đang mặc trên người đây với mã sản phẩm là DA1270. 1270 chị nào lấy nhanh tay đặt liền. Giá em chốt ngay bây giờ cho các chị chỉ có là 199.000 đồng. 199.000 đồng thôi nha cả nhà. Phía đằng sau là dây khóa kéo nha. Phía đằng sau phần cổ bên em may cũng là khuyết phần cổ vuông, khoe được phần vai, khoe được phần gáy cho mình nè. Em 62 em mặc hơi rộng như cả nhà. Rồi size M eo tầm 72, size L thì eo size M eo 72 đến 73, size L thì eo tầm 75 đến 76, XL eo 78 đến 79, 2X là eo 84 đến 85 chịu xuống mặc vừa mẫu đầm này. Mã sản phẩm này là 1270 và giá ngày hôm nay shop sẽ sale cho mình chỉ có 199.000 đồng mà thôi. Rồi chị nào mình ưng ý đặt liền giùm em 1270 và kèm theo xin thoại nha.
1270 bạc tiền cho em xin hỏi em trước xem ngay bây giờ cho các chị mình luôn. Chị có giá là 199. Rồi ok nè, chị Thúy Vi chốt 1270 nè. Chị Tuyết Đặng em chốt 1270 cho chị nè. 199k mẫu đầm em đang mặc trên người. Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn. Là mã số sản phẩm với điện thoại liền em chốt đơn nha. Xuất sắc nha cả nhà. Mẫu này là trẻ tuổi, trung tuổi mình mặc được hết. Hiện tại là với mẫu này thì em đang có đủ size. Các chị trong tầm từ 40kg đến 65kg là mình mặc vẫn là vừa cho em luôn nha. Các chị cứ yên tâm đi. Cho em thêm chiều cao cân nặng, nhớ đo eo chính xác nha. Các chị ơi, eo là mình đo là ngang cùi chỏ tay nha. Eo là ngang cùi chỏ tay dùm em nha, mình đo chính xác eo rồi bên em sẽ tư vấn chọn size cho các chị. Mã sản phẩm đầm em đang mặc trên người là 1270. 1270 sale giá 199. 1270 sale giá 199k. Chị nào mình thích mẫu này lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha. Các chị ơi, em dành thêm cho mình 1 phút nữa để săn được giá này. Bình thường á là em bán 299k. Ví dụ như mà hết chương trình sale rồi em cũng bán là 299k thôi, chứ em không còn bán 199k nữa. Nếu mà đã ưng rồi á thì em nghĩ là các chị nên đặt luôn, chứ mình là mình chờ làm chi nữa. Hết chương trình xem bán lại giá cao hơn mất tiêu rồi. Còn bây giờ các chị đặt là được chốt có 199 mà thôi. DA 1270 và kèm cho em xin hỏi nha. 1270 và kèm cho em xin hỏi sale với giá chỉ có là 199.000 đồng. 199.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Chị nào mình thích mẫu này thì cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. 1270 và kèm số điện thoại dùm em. Nhanh tay nha cả nhà ơi, lên đơn hàng ngay bây giờ em chốt đơn luôn. 1270 chốt sale với giá là 199. Ok chị Thúy Vi, em chốt cho chị nào 1270. Rồi chị nào mình lấy mẫu này, chị nào mình lấy mẫu này các chị mình đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha. Cho em cái mã số và cho em số điện thoại em chốt sale luôn. 1270 chốt sale với giá chỉ có 199.000 đồng. Nhanh tay nào cả nhà ơi, đẹp ha. Đó, ưng ý mẫu này thì các chị lên đơn liền nha. Phía đằng sau là dây khóa kéo nè, từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là vừa. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa mẫu đầm này. Mình thích mẫu này cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. 1270 và kèm cho em xin hỏi nhanh tay nha cả nhà. Màu này đẹp nè. Lụa mango thì các chị mặc nó êm, mềm, mịn mát và không có bị nhăn nhão nha. Rất là dễ mặc luôn á. Em sale cho mình hôm nay chỉ có giá là 199 thôi. Ưng ý mẫu này thì cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Em chuyển hàng. Ok nè chị Thanh Hồng, em chúc 1270 cho chị nha. 199k. 199k thôi cả nhà ơi. Ngay bây giờ các chị lên đơn liền nha. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục qua thêm một mẫu đầm khác nha. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt sớm giùm em. Comment cho em là mã hàng nè, với số điện thoại em chốt xem nha. Rồi đây em sẽ có thêm cho mình đầm này. Em có cái mẫu đầm này sale sốc luôn nè. 1258. Với 1258 này hiện tại sốc không còn nhiều. Đây các chị ơi, 1258 này sốc không còn nhiều, còn ít thôi em sale luôn cho mình. 293 ok chị Kim Sa nha. Em chốt cho chị Kim Sa cái nè. Đầm body màu cam. Dạ, rồi cái này mình báo một hành tư vấn viên giùm em nha chị Thắm Nguyễn nha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người. Em đang mặc trên người là 1258. Cái 1258 này cũng còn ít nha. Em sale rẻ luôn nè, 1258. Nếu mà bình thường muốn mua 299, hôm nay trên line này sale luôn. Giá đặc biệt. $179.000 cho chị nào nhanh tay chốt luôn. 179.000 đồng thôi, rất là rẻ nha cả nhà. Đó, mẫu này các chị tranh thủ nè. Em sale ngày hôm nay mẫu đầm 1258 này rẻ lắm, các chị mình tranh thủ đặt liền luôn nha, đừng đợi ngày mốt không có giá này nữa. Bây giờ bình thường mình mua là 299, nhưng trong live này các chị được chốt luôn 179k. 179k với mã sản phẩm là 1258. DA 1258, ai lấy mẫu này các chị nhanh tay nha. Comment sớm giúp em chút đơn. Chất lụa mango, thiết kế là cổ giọt nước cho mình nè. Form lên rất chuẩn form. Và đầm này có túi hai bên nha. Eo là hạ eo chính xác rồi, phần nhỏ nhất của mình luôn. Mình cứ đo eo là ngang của chỏ tay dùm em. Eo ngang của chỏ tay dùm em nha. Và lụa mango các chị mặc êm mềm mát và có co giãn. Có co giãn cho mình luôn. Và 40kg đến tầm phải là 65kg là mình mặc vừa. Đầm này em đủ size, các chị cứ đặt hàng. Dây khóa kéo là đằng sau nha các chị.
Đó, gieo khóa kéo đằng sau. Từ 40kg đến 65kg vừa, đằng này form đẹp này. Chỉ có giá là 179k luôn các chị. Trời ơi, không tin nổi luôn. Các chị ơi, với giá 179k tại sao em không bán giá này? Ngoài là inbox, ngoài là cũng không bán giá này. Chỉ khi nào các chị đặt hàng ngay trong cái livestream này thôi. Nhà nhà lưu ý giúp em, chị đặt hàng ngay trong cái live này thôi mình mới được chốt là 179. Đừng quên nhấn theo dõi trang và chia sẻ livestream cho em nha. DA1258 kèm cho em xin hỏi nha. 1258 kèm cho em xin hỏi, chốt sale luôn trên live. Chỉ có giá là 179.000 đồng mẫu đầm này. 179.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt sớm giùm em. Ngay bây giờ em chốt đơn luôn 1258 nha. Có túi luôn, vải này là lụa mango, vừa êm vừa mềm vừa mát, lại không có bị nhăn nhầu và có co giãn nữa nè. Trời ơi, cái chất này mặc là bao ghiền luôn các chị. Rồi ai ưng mẫu này các chị lên đơn liền giùm em. DA1258 và kèm trang sức họ luôn. 1258 và kèm trang sức họ chỉ có giá 179k. Nhanh nha cả nhà ơi, đầm này đẹp mà giá quá rẻ luôn á. Rồi bắt đầu tiếp tục nhận đơn nhá. 1258 ok chị Hằng Lan. 1258 cho chị Thu Ly. Em sale luôn cho mình nha. 179 1258 cho chị Ngọc Hồng, em chốt sale 179k. Rồi chị Bích Ngọc có sai chị yên tâm chị nha, cho em thêm số điện thoại nha. 1258 sale giá 179k mẫu đầm này. Rồi nhanh tay cả nhà, chị áp dụng giá sale này trên livestream này thôi. Chị nào mà mình thích mẫu này các chị lên đơn hàng ngay bây giờ, em trừ hàng trừ sai. 1258 và kèm cho em xin hỏi nào. 179.000 đồng. Sale quá rẻ nha các chị ơi, cái này sale không lợi nhuận luôn rồi. Chỉ có 179k thôi nè. Đầm có túi luôn. Với cái tông màu xanh mi này nó dễ mặc nè, da trắng da ngâu mặc được hết. Và các chị thấy không, mình nhìn dùm em cái form, từng cái đường kim mũi chị, từng cái thiết kế nè, form chuẩn cho mình luôn. Rất là dễ mặc cho cả nhà, ai mặc cũng đẹp hết nha. Đầm này mà có bụng thì che bụng tốt. Chị nào có bụng thì càng nên mua mẫu này nha, che bụng rất là tốt luôn. Mã này của em là DA1258 và sale ngày hôm nay cho các chị mình là 179.000 đồng mà thôi. Rồi chị nào mình lấy nha, tay đặt liền giùm em. Ở đây em cao 1m62, form này sẽ dài qua gối như thế này. Cái chất lụa mango á, ai đã từng mua rồi thì các chị ơi cho em thêm một cái review sản phẩm được không? Đó, lụa mango nó như thế nào? À, nếu mà chị nào chưa mua bao giờ đang tò mò thì em thật sự em khuyên các chị nên cứ tự tin mua đi. Tại vì cái lụa mango này là cũng rất là nhiều chị khách bên em mua rồi và thường hay kêu shop là may thêm á. Đó, lụa mango này là cái chị mặc nó mát, mặt vải rất là mịn và êm mềm. Phải mềm nha và không có bị cứng đâu, rất là dễ chịu luôn mà vẫn đảm bảo lên form chuẩn form. May cần một, chỉ cần may một lớp, không cần may hai lớp nhưng vẫn là không có bị xuyên thấu nha cả nhà. Có co giãn luôn, chiều dọc chiều ngang có co giãn luôn. Đó, mặc êm lắm và giá em sale chỉ có là 179.000 đồng. Chị nào mà mình lấy mẫu này cố gắng mình đặt bây giờ luôn nha cả nhà, tại vì hiện tại ngày hôm nay là được sale là 179. Chứ ngày mai em ngưng chương trình sale rồi. Giá bình thường các chị mua là 299.000 đồng. Còn nếu các chị đặt bây giờ em chốt luôn là 179.000 đồng. 179.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người DA1258. Ai lấy mẫu này các chị comment sớm giùm em. Ngay bây giờ để em chốt đơn nha. 1258 và kèm cho xin hỏi form xề đẹp chưa? Dài quá cố cho các chị mình luôn. 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Ưng mẫu này các chị lên đơn hàng ngay bây giờ em trừ hàng. 1258 kèm số điện thoại. Nhanh tay nha cả nhà ơi, giá hôm nay sale chỉ có là 179k mà thôi. Chị nào mình thích mẫu này nhớ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Làm mã hàng nè, với số điện thoại nè, em chốt đơn 1258 kèm chấm xin hỏi nha. Chỉ có 179k đầm em đang mặc trên người. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị mình đặt hàng sớm ngay bây giờ cho em luôn. Làm mã số sản phẩm nè, với số điện thoại cho em nha, để em chốt đơn hàng ngay bây giờ cho mình nha. Quá rẻ, 179.000 đồng mẫu đầm này. Đây, dây khóa kéo đằng sau nha các chị ha. Và 4 size, size ML tầm 72, em 62 đến lắm, em mặc rộng nhá. Size ML 72 đến tầm 73, size L 75 đến 76, XL 78 đến 79, 2 XL 84 đến 85, chữ xuống mặc vừa nha. Rồi DA1258, nhanh tay các chị lên đơn hàng liền. Em chốt sale luôn, chỉ có giá là 179.000 đồng. Rồi ok chị Nguyễn Ngân, em chốt cho chị nè. 179k mẫu đầm này thôi, chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng ngay bây giờ cho em nha. Rồi tiếp tục em sẽ qua thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo nha. Các chị ơi chia sẻ like giùm em một chút xíu nha. Em lên thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo.
ai lấy mẫu nào á, các chị đặt liền giùm em. Đây em mặc luôn cái đầm Manaka đang mặc nha. Đầm da veo Manaka đang mặc là 1262, hôm nay shop đang sale nè, 199 thôi. Shop đang sale mẫu này có 199k thôi nha. Chị nào mình thích mẫu này đặt hàng liền 1262. Và này là lụa Nhật, giá này rất rẻ, chỉ có giá là 199.000 đồng, hàng hàng cao cấp luôn. Chất vải lụa Nhật nha các chị, mặc êm mềm mát. Chị Huệ Huỳnh ok chút 1258. Còn đây là vải lụa Nhật nha, mềm êm mịn mát và có co giãn. Nói chung vải lụa Nhật nó cũng gần gần giống như vậy. Vải lụa mango các chị, mặc rất là êm, có túi nha các chị. Phần cổ này em có đính cho mình một cái phần cài áo đính liền luôn rồi ha. Mình mặc là có dây khóa kéo đằng sau. 1262 sale giá 199k. 1262 sale giá 199k, 40kg đến 65kg là vừa. 40kg đến 65kg là vừa, hiện tại đang đủ size. Chị nào mình lấy mẫu này, các chị đặt tiền giùm em nha. Rồi 1262. Màu này rất là đẹp nè, lên da trắng da. Lên da trắng da, không bao giờ bị lỗi thời. Em sale ngày hôm nay cho các chị mình luôn, chị có giá là 199.000 đồng, mã sản phẩm 1262. Đó, chị nào ưng đặt tiền giùm em nha, mã tiết da veo đẹp quá các chị ơi. Tranh thủ nha các chị ơi, lên đơn hàng sớm ngay bây giờ trước đơn. DA 1262. Thay vì bình thường mình mua sẽ là 299, còn riêng ở trên line này các chị sẽ được chốt luôn là còn có 199k. 199k mà thôi. Mã sản phẩm là 1262. 1262 và kèm cho điện thoại nha. 1262 kèm điện thoại, chốt sale luôn trên line giá 199.000 đồng. Chất lụa Nhật này mặc êm mềm mịn mát và có co giãn cho các chị mình luôn. Và từ 40kg đến tầm hoặc là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt tiền giùm em nhé. 1262 và kèm chấm điện thoại nha. 1262 kèm điện thoại, chốt sale với giá chỉ có là 199.000 đồng. Bi chọn phía sau có size có sale không? Dạ có luôn nha chị ơi, để tí nữa em mặc luôn. Rồi bây giờ sẽ qua mẫu luôn nha. Em quay mẫu đầm bi cho các chị mình luôn. Em quay đầm bi cho các chị. Bi này em sale luôn nè. Rồi ai lấy mẫu nào thì các chị cứ đặt hàng cho em, làm mã số gì thì em chốt đơn. Nhanh tay nha cả nhà nha. Đầm tiếp theo là 1261 nha cả nhà. Đây, 1261 sale luôn, giá sốc. Cái này sale còn giá sốc luôn á, đồng thời tặng kèm quà. Quà tặng là cài áo này tháo rời ra được nha các chị. Có cái kim băng á mình tháo rời ra được. Mã này là 1261 sale luôn. 199k mà thôi. 199k một đầm này, mã sản phẩm 1261 nha. 1261 và kèm cho số điện thoại, chị nào lấy lên đơn liền giùm em. 1261 đẹp chưa? Em chốt sale luôn. 199k. Tặng kèm cài áo luôn. Cố gắng nha các chị ơi, lên đơn liền. Chỉ chốt duy nhất trên line này. Thun bị co giãn rất là nhiều và không bị nhăn nhọc. Không bị nhăn nhọc, mặc làm sao là nhăn như vậy nha. Em mặc làm sao nhăn như vậy hết cho các chị mình yên tâm. Đó các chị nhìn đẹp chưa? Chứng bi nha. Rồi giá em sale là 199.58kg vừa luôn. Đầm này đủ size mờ lớn là hay, thậm chí 70kg vẫn vừa. Đầm này thậm chí 70kg vẫn vừa tại vì co giãn rất nhiều. Mã sản phẩm này là 1261. 1261 em sale luôn 199. Đáng lẽ mình mua là 299k, trên line này em sale luôn 199k cho nhà mình. 1261 và kèm trang sinh hạ nha. 1261 và kèm trang sinh hạ tranh thủ nha các chị ơi. Lên đơn hàng ngay bây giờ chốt đơn 1261 và kèm trang sinh hạ luôn. Quá rẻ luôn nha các chị ơi, 199.000 đồng. Đầm này không kèm túi nha các chị và không kèm dây khóa kéo tại vì đầm này có giãn nhiều rồi. Đầm này có giãn nhiều rồi đâu cần phải là may dây khóa kéo làm chi đâu, đúng không các chị? Rồi, beo, mẫu beo này là 1262 em sale 199k chị ơi. Beo này là 1262 sale giá 199k, chị đã ưng thì cứ đặt hàng cho em 1262. Còn đầm này là nó co giãn nhiều lắm rồi nên là không có cần phải may dây khóa kéo, dễ trơn mặc chồng vô luôn. Mặc chồng vô luôn nha cả nhà ơi. Co giãn 4 chiều nha các chị, mặc rất là êm. DA 1261 và bình thường các chị mua 299, hôm nay em chốt luôn 199k tặng kèm cả áo luôn. Rất là rẻ nha, hôm nay chương trình sale sốc 1262 da beo. Chị Trần Hiệp ơi cho em thêm số điện thoại nha. Da beo là 1262. Chấm bi là 1261 nha. Chấm bi là 1261. Đầm 50 tuổi em có rất nhiều, nãy giờ em đem cũng nhiều lắm. Mình 50 tuổi là bên em nhiều mẫu lắm á, tùy mình thích mẫu nào thôi á.
Tùy mình là mình thích mẫu nào thôi, chứ bên em là cái nào cũng có hết rồi đó. Rồi bây giờ này chị nào lấy đặt hàng cho em nhá, 1261 và kèm cho số điện thoại, chốt sale với giá là 199.000 đồng. 199.000 đồng chị nào mình lấy mẫu này, các chị mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn, là mã hàng nào với số điện thoại chốt đơn 1261 và kèm cho số điện thoại 1261199k. Các chị ơi, like này sẽ lưu lại nhá, chị nào và trẻ mình xem lại like giúp em để đặt hàng thêm nha. Hẹn gặp lại các chị vào ngày mai, bye bye cả nhà nhé.